Long. Ủa dì hai mới chạy vậy dì hai? Ngồi lù lù tưởng ai chứ. Sao mới sáng nướng khoai rồi con? Dạ, người ta nói có câu là khoái ăn sáng cho nên sáng còn khoai. Khoai ngon lắm, dì hai ăn chúng con cho vui. Thôi con ăn đi, dì hai ăn sáng rồi. Dạ. À, dì hai đi chợ có mua mấy ổ bánh mì nè. Con ăn đi. Thôi, con có khoai rồi. Bánh mì dì mua cho tám tàn mà, con ăn kỳ lắm. Không, dì hai mua nhiều lắm, mấy ổ lần nè, thấy không? Nhiều mà. Con ăn đi, cho tao góp cổ phần với. Nè, ăn. Dạ. Con cảm ơn dì hai. Ủa mà... Dạ. Nghe tám tàn nói sáng nay con đi xin việc mà. Rồi sao rồi? Thì sáng giờ con cũng đi khắp nơi đó, mà cũng chưa có chỗ nào nhận hết á. Cuộc sống xã hội bây giờ muốn kiếm một cái việc đàng hoàng cũng khó quá dì hai ha. Không lẽ bây giờ con phải... Nè. Dạ. Không được nha, không nha. Ôi con thấy được mà. Được cái gì mà được. Đừng có nghĩ bậy bạ, coi chừng phạm pháp chết đó con. Ý của con nói á là chắc bây giờ á con chưa kiếm được việc làm, nên ông trời á ổng đang thử thách con. Ổng không muốn con làm cu ly, chắc ổng muốn cho con làm chủ á. Con có ý định muốn làm chủ hả? Dạ. Trời ơi, nghĩ hay quá vậy. Ừ, được á. Nhưng mà đâu có được. Ủa, sao vậy hai? Làm chủ đâu phải dễ con. Bây giờ con chỉ ước mơ thôi mà, chứ giờ chưa có vốn liếng, chưa có gì hết, sao con làm chủ được? Mơ mà, mình có quyền mơ chứ, đúng không con? Dạ. Dì hai nói nghe nè. Dạ. Ở đời á, nó có khi á, nó gặp khó khăn vậy đó con. Nhưng rồi có lúc mình cũng sẽ gặp được may mắn. Cửa này đóng á, thì sẽ có cửa khác mở. Con chịu khó nghe không? Ráng kiên nhẫn. Dì hai thấy con lạc quan vậy á, là dì hai mừng lắm luôn á. Cố gắng lên nha con. Dạ. Nghe dì hai nói vậy con cũng vui rồi. Con cảm ơn dì hai nhiều. Thằng Long phải không? Ừ. Nó đi kiếm việc mấy hổm rài giờ rồi mà không xin được việc. Thời buổi bây giờ khó khăn quá, không có tiền cái bụng rỗng, vậy mà ai cho gì không dám nhận. Thấy tội nghiệp quá. Đúng rồi, nó là thanh niên trai tráng, nó cũng phải có lòng tự trọng thôi chứ. Thà là đói chứ đâu có ngửa tay xin ai được. Đói cho sạch, rách cho thơm. Thằng Long nó làm gì đúng á. Ông nghĩ coi có cách nào không giúp nó được không? Xóm mình á cũng còn nhiều người khó khăn lắm, chứ đâu phải một mình thằng Long đâu. Giúp á là phải giúp cho nó hết. Để tôi tính coi sao. Có cách gì chưa? Chưa, từ từ chứ đâu mà nói cái nghĩ ra liền. Bà làm như tôi trên trời rơi xuống hay sao hả? Từ từ chứ. Thì thôi biết rồi không hỏi nữa. Lo suy nghĩ đi. Thôi không suy nghĩ nữa, nhức đầu quá. Chuyện này để ngày mai đi. Vậy vô dọn cơm ăn đói bụng quá. Nghe mùi cá chiên chịu không nổi. Chú Chính. Ủa Tám Tàn, mày làm gì mà tay chân mày băng bó tùm lum vậy? Dạ chuyện dài dòng lắm chú. Để bữa nào con rảnh con kể cho chú nghe. Mình giờ đang rảnh nè, kể luôn đi. Tám Tàn. Dạ con chào chú Chính. Ừ. Ủa Long, sao sáng giờ ông không đem đồ qua nhà tôi làm? Trời ơi ông nhìn đi nè, tay tôi giờ nó đau, nó nhức muốn chết luôn rồi đó. Sao mà làm ăn gì được. Trời ơi tôi cũng đâu có hơn gì ông đâu. Hai thằng bay làm gì mà băng bó y chang nhau vậy? Dạ thì tụi con nhận kết hộp cườm với chú Chính. Dạ đúng rồi chú, cũng kiếm được chút đỉnh đó chú. Cái chuyện mà kết cườm là cái chuyện của đàn bà con gái. Hai thằng bay là đàn ông con trai, biết cái gì về cườm mà kết. Thì bởi vậy chú Chính, lúc đầu á tụi con á tưởng không khó, ai ngờ đâu khó không tưởng luôn. Làm có mấy ngày mà nó đâm mấy ngày 10 ngón tay luôn nè. Nhưng mà cũng đỡ chú, ngày kiếm cũng được 100 mấy. Vậy à? Dạ. Vậy đó con. Ông hai ơi, con còn mấy tờ giấy số ông mua giùm con với.
Sao không đi học mà đi bán vé số? Mẹ con bảo con bán vé số để mua gạo. Vậy đó hả? Dạ. Tội nghiệp không? Để coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tờ phải không? Ông Hai mua hết cho nghe. Đây, bo 30 luôn. Dạ con cảm ơn ông. Mới bị lớn nghỉ học ở nhà để bán vé số. Khổ thiệt chứ. Nghe nói ông có chuyện gì muốn bàn với tôi hả? Uống miếng nước đi. Còn tôi có chuyện này á, tôi bàn cái này thử con đồng ý không nghe. Thì chuyện gì anh nói tôi nghe thử coi. Tôi hôm rồi tôi có cái suy nghĩ. Bà con ở cái xóm xẻo lá mình á, tôi thấy còn nghèo. Có những gia đình á, không đủ gạo ăn. Mấy đứa nhỏ đó thì bây giờ bỏ học đi bán vé số. Còn thanh niên á, trai tráng giờ công việc làm nó cũng ít quá đi. Còn những người lớn tuổi bây giờ cũng nai lưng ra ngoài đồng mà làm để mà kiếm cơm sống qua ngày. Bây giờ mình tính cái cách nào để cho bà con mình á, thoát được cái nghèo để vươn lên. Chú thấy sao? Tưởng chuyện gì chứ, chuyện đó tôi ủng hộ hai tay hai chân luôn. Ủng hộ ha? Chắc chắn rồi. Nhưng mà nói thiệt, lâu nay tôi cũng đắn đo cái chuyện này, nhưng tôi tính không có ra. Bữa nay anh nhắc là tôi thấy hứng chí lắm. Nhưng mà bây giờ mình làm bằng cách nào đây anh hai? Tôi có cái suy nghĩ. Xóm mình bây giờ còn nhiều hộ thiếu gạo ăn, mà bây giờ mình đem gạo đem lúa tới nhà mình cho đó, sợ người ta tự ái, người ta không nhận. Cũng đúng. Nói gì chứ người ta nghèo chứ cũng có cái lòng tự trọng. Bây giờ mình phát động nắm gạo nghĩa tình. Chú thấy sao? Anh nói rõ hơn chút được không? Bây giờ mình đi vận động bà con, thấy không? Người nào khá đó thì cho nhiều, ai có ít thì cho ít. Đó. Rồi để mình cho lại những người ta thiếu gạo ăn. Rồi mình tập trung vô một cái địa điểm đó đó. Ai cần thì tới đó lấy. Anh thấy được không? Tôi sẽ tình nguyện đi vận động bà con chuyện đó. À. Còn cái thùng gạo, bây giờ mình đặt ở đâu cho tiện đây? Tôi thấy ngoài cái quán cà phê của Diễm Hồng ra đó, thì đâu có cái chỗ nào mà tập trung đông người như cái chỗ quán cà phê đó đâu. Nếu mà tôi với anh mà vận động đó, thì cô Diễm Hồng á chắc ăn là cô đồng ý rồi. Vậy đi, tôi sẽ là người đặt nắm gạo đầu tiên. Rồi, chúc mừng. Thành công cái coi. Nè, con lấy gạo vô cái nồi kia cho má. Bưng cái nồi đó qua, đóng góp gạo nghĩa tình đi con. Dạ. Chú cứ lấy đi. Đây á là tấm lòng chung của bà con xẻo lá, chứ không phải của riêng tôi đâu. Khỏi cảm ơn. Cô Hồng ơi. Ơi. Cô Hồng. Ủa? Nhái. Dạ. Đâu đây? Con đem gạo nè, con cho người ta. Dạ. Đây đây, bỏ vô đây. Trời đầy quá rồi. Bỏ đây đi con. Dạ. Trời ơi, nhiều dữ ta. Mà cô, hôm qua giờ có nhiều người góp gạo không? Trời ơi, quá trời luôn á. Mình thấy cái miệng cô Hồng hôm nay cười rộng ra một chút rồi nè. Hèn gì cũng thấy cô tươi nãy giờ. Mà công nhận á nha, lạ thiệt á nha. Thấy làm việc thiện, việc tốt, vui ơi là vui luôn á. Ta vô đâu ai uống nước đâu. Toàn cho gạo không mà, mà cho người ta vậy mà mình lại khoái. Công nhận làm việc thiện bây giờ mới thấy là có ích thiệt cái nha. Thích ghê luôn. Mà thôi con đi về nghe, kẻo trời tối. Đi về mua sữa cho con. Dạ hả? Dạ. Đừng ở chơi lâu nhiều chuyện chút. Vô. Không vô. Vô. Không vô. Vô.
không vô. Vô, không vô. Vô. Tâm Tà. Ừ? Nay đâu à? Đi góp gạo làm từ thiện. Rồi sẵn ghé đây nè, uống ly nước cam luôn. Trời ơi, ghé đây thì ngày nào không ghé uống nước, còn đi góp gạo từ thiện thôi làm gì ăn mặc bảnh tỏn vậy? Trời đất ơi, anh không biết gì hết trơn á. Mình làm công tác từ thiện gì nè, ngoài cái tấm lòng cao đẹp của mình ra thì cái hình ảnh của mình cũng phải đẹp. Ừ ha. Ừ. Đó đúng rồi. Đó, vậy đẹp hơn ha. Mình là sức chai mà giờ mình đi xin gạo. Mà chắc không sao đâu. Đây là tấm lòng của bà con mà. Hay là coi như là mình mượn bà con đi. Sau này mình làm được á, mình trả lại sao cũng được. Mà công nhận nha anh Tèo, em thấy người dân Xẻo Lá mình á có tấm lòng hảo tâm ghê luôn á nha. Trời ơi, phát động phong trào mới có mấy ngày à, mà gạo nó chất đầy bên kia rồi kìa. Chớ sao mày? Ê ê ê, mà thí dụ như nhà tao thì cũng không có tới nỗi mà không có gạo ăn. Ừ. Bữa nào mà tao làm biếng chở lúa đi sai á, cái tao ghé chỗ gạo từ thiện tao xin vài lon về nấu cơm ăn chắc cũng không sao đâu ha. Trời đất ơi là trời, làm gì quá vậy? Thì bây giờ đang rảnh đây nè, khách không có đi xe ôm đây nè, thì đem gạo đi sai đem về nhà ăn đi, chừa cái phần nó cho những người mà khó khăn hơn mình, người ta không có cơm ăn nữa kìa. Biết rồi mẹ ơi, thì tao nói chơi tao thí dụ vậy thôi. Thí dụ nó chơi khôn quá ha. Làm gì căng thẳng vậy? Nhưng mà thí dụ như tao gì là tao nói chơi nè. Lỡ mà có mấy người người ta có lòng tham á, người ta giả bộ khó khăn, người ta vô đây người ta lấy hết phần gạo của mấy người khó khăn thiệt còn sao? Ờ ha. Vậy mà sao nào giống nghĩ ra cái vấn đề này ta? Ờ. Đứng lại coi. Ê cái thằng kia, làm chuyện bất nhân thất đức vừa vừa thôi nha. Gạo để phát cho bà con nghèo khổ người ta ăn, đi ăn trộm ăn cắp vậy là sao? Đúng rồi đó. Tao nói cho mày biết, cái gạo đó là gạo tình gạo nghĩa của bà con chồm sớm góp lại, ai khó khăn thì tới nhận. Tại sao mày đi ăn cắp của người ta? Tao gì mà tao. Ê anh Tèo. Cái gì? Cái tiếng này nghe quen quen anh Tèo ơi. Đâu mày nói tao lại coi. Thằng Long. Trời đất ơi. Phải mày ông Long xì ke. Trời đất ơi ông Long, ông làm gì vậy? Mấy ông thông cảm cho tôi đi. Mấy bữa nay á, tôi đi xin việc khắp nơi à, nhưng mà không ai nhận hết á. Tôi muốn lại tôi mượn một ít để về tôi ăn qua ngày thôi à. Nhưng mà tôi hứa sau này tôi làm có tiền á, tôi sẽ trả lại cho bà con mà. Ông bị khùng không hả? Ông có khó khăn gì á thì cứ nói tụi tôi, thì tới đó lấy gạo luôn về mà ăn. Mắc mớ thì phải bịt mặt bịt mũi rồi đi lấy vậy đó, cho tao nghĩ mình là ăn trộm ăn cắp, lỡ rồi công an đồ bắt rồi sao? Tại vì tôi cũng ngại. Ngại cái gì mà ngại? Mày tối ngày sĩ diện không à, mày phải đường chính chính mày vô mày xin gạo. Tại có gì đâu mình mắc cỡ mình xấu hổ, đó là cái sự yêu thương đùm bọc của bà con chồm sớm trong xóm mình góp lại để mà ai khó khăn thì tới lấy. Mày khó khăn thì mày tới mày lấy chứ có gì đâu. Mời mốt mà mày có công ăn chuyện làm đàng hoàng, có cuộc sống ổn định rồi thì mày kiếm mấy người khó khăn đó mày trả lại cho người ta. Đúng rồi đó. Bây giờ nè thành thử, bây giờ nếu mà bây giờ đổi lại ông đi, là cái người mà giàu có điều kiện rồi muốn từ thiện đi, mà bây giờ người ta không chịu nhận, ông có buồn không? Ồ ha, nghĩ cũng buồn ha. Đó thấy không, bởi bà con á thương tình biết ông nghèo khó muốn giúp đỡ mà vậy không cứ nhận đi, chứ mắc mớ thì phải đi làm ba chuyện vậy. Đúng rồi. Ừ. Tôi cảm ơn hai ông nhiều nha. Nữa, nói mày bao nhiêu lần rồi, bởi mày có hai cái bệnh á, một là bệnh sĩ diện, thứ hai là bệnh khách sáo. Anh em trong chòm sớm chơi từ nhỏ tới lớn mà cảm ơn cái gì cảm ơn.
Giờ bỏ qua cái chuyện đó đi, coi như là hiểu lầm thôi. Giờ mày được nhiêu gạo đây rồi? Thôi để giờ tao chạy ra ngoài chợ á, tao mua mấy con cá, cái tụi mình làm bữa cơm ba anh em mình ăn cho vui. Đúng rồi đó. Ôi vậy khỏi phải mua, hồi chiều á có câu được mớ cá đó, bây giờ mình về mình nấu một bữa cơm tụi mình ăn đi. Ừ vậy khỏi tốn tiền đó, tôi khỏi về ăn cơm nhà. Đi đi đi, được à kìa. Tụi bay đừng buồn đâu nha, cứ vậy không rồi đi về anh em không buồn gì không biết hiểu lầm nữa à. Ủa bà Vân chia tới hai mâm dữ vậy? Đâu hai mâm? Đây mâm, đây mâm nè. Sao hôm nay má nấu cháo vậy? Nấu cháo ăn để mình góp thùng gạo nghĩa tình đó con. Đúng rồi, mình phát động thì mình phải làm gương người ta chứ, để cho người ta đóng góp vô cho nó nhiều. Hôm ra giờ tôi thấy bà con mình cũng đóng góp nhiều lắm đó. Thì bà con đóng góp nhiều thì mình vui chứ. Ừ. Chòm xóm mà phải thương yêu, phải giúp đỡ nhau. Cuộc sống này thấy vậy chứ nó ngắn ngủi lắm, đâu bao lâu nữa đâu. Má ơi, mà ăn cháo thì mau đói một. Thì ăn nhiều nhiều vô. Thì rau đây nè, mày độn rau vô đây nè. Ủa thằng Tám đâu thấy nè, đây nè con. Thằng Tám nó xung phong nó đem gạo qua bển góp rồi. Chút mới về nó ăn sao, ăn đi. Thằng đó đó qua bển rồi bắt đầu ngồi xuống đó nhiều chuyện. Về tới đây không tới tối mà đừng có kể tôi. Chùm nhiều chuyện đó. Bởi vậy ăn đi, ăn trước đi. Nó về ăn sao? Tôi thấy má hay á. Mình đừng ăn cơm, mình nấu cháo đi. Ừ. Về ăn cháo luôn nha, dạ. Dài dài luôn nha. Để gạo quyên góp cho người ta. Mà cháo trắng nha. Thôi cháo vịt đi cho nó ngon. Mà ở nhà còn mấy con vịt đó, không có là mà ăn hoài nha. Ủa anh Tèo. Gì? Mấy bữa nay sao không thấy thằng Long xì ke vậy? Ừ, tao chạy xe ôm dòm dòm vô nhà nó cũng không thấy nó có ở nhà nữa. Anh Tèo, có khi nào ổng buồn quá ổng lên thành phố luôn không? Chắc không có đâu mày ơi. Thí dụ nó có đi nó cũng phải thông báo cho anh em tiếng chứ không lẽ im lìm lặng lẽ đi sao? Trời ơi, em biết tính ổng mà. Nhiều khi ổng ngại, ổng mắc cỡ. Rồi ổng âm thầm ổng đi vậy ổng nói ai sao? Ngại gì không biết nữa. Bữa hổm anh em mình qua nhà nó ăn cơm rồi nói chuyện chia sẻ tâm sự quá trời. Không lẽ nó không hiểu nữa? Cái gì vậy? Hai bạn! Đứng im! Muốn nói gì đứng chỗ nói đi. Qua bên kia bắt cái ghế ngồi. Giận quá, chóng mặt muốn chết luôn vậy đó. Như khỉ mắt phòng vậy đó. Đây. Sao vụ gì? Thời tới, thời tới. Gì? Gì? Thời tới, trúng số hả? Hả? Bình thường thôi. Vậy chứ sao? Gì? Tôi kiếm được công việc rồi. Kiếm được công việc gì hả? Ừ. Chúc mừng nha. Vô, vô, vô. Nè, nè, uống đi. Hôm nay tôi đã được việc, cho nên cà phê tôi sẽ lo từ A tới Z hết. Trời ơi. Con Hồng ơi, cho con 3 ly cà phê con Hồng ơi. Ê, một ly nước cam cho tôi thôi, không uống cà phê. Một ly nước cam. Ở đâu, làm gì? Tôi làm ở một nhà máy lớn sản xuất cung cấp lương thực thực phẩm cho bà con. Trời ơi. Tôi rất là quan trọng trong cái này nha. Thôi nếu mà không có tôi á là sẽ không có gạo cho bà con đâu. Ôi, công việc gì mà quan trọng dữ vậy? Tôi là tôi phụ người ta đẩy lúa vô dây chuyền. Trời ơi, vậy cũng làm cho quan trọng vô. Nhưng mà tao được công việc mà. Đúng rồi đó, thôi có công việc là được rồi, mừng rồi phải không? Chúc mừng nha. Cũng đúng ha. Ê, mà bộ chủ nhà máy người ta không có chê mày ốm tông ốm tèo như mắm hả? Thấy tôi ốm vậy thôi, chứ tôi rất là khỏe. Cho nên người ta biết tôi khỏe, người ta không bao giờ giao những cái việc bóc vét bình thường cho tôi. Người tôi là chỉ cần phụ người ta đẩy lúa thôi. Thôi giờ ăn mừng đi, cứ cái ăn mừng đi ha. Ê. Dạ. Nghe nói bữa nay tụi bay rửa cái chậu cà phê là cái vụ có việc mới không? Đó, đó, đó. Dạ. Tại vì hôm nay con được việc á, cho nên là chậu cà phê này con lo hết cho tất cả anh em bạn bè luôn. Ngon quá ta, chúc mừng bay nha. Vui quá à. Ê, ê, mày có công việc mày phải đãi chậu gì bự bự hơn đúng không? Đúng rồi đó. Đúng rồi. Ê, bây giờ nè, ba anh em mình đi câu cá về, xong rồi tụ lại một nhà, nấu một cái lẩu hoành tráng. Xong rồi tụi mình làm một bữa, tại ngày mai là tao bận lắm. Đi. Chúc mừng quay nha. Đi kìa. Ăn ngon miệng nha, chúc mừng nha. Vui nha. Ủa? Nè, cà phê chưa uống mà. Cái tụi quỷ sứ này, có tiền nó đi chỗ khác.
con gái hái sầu riêng nhà nghèo. Nàng vừa đôi tám tuổi tình yêu vừa lớn, nhiều chàng trai tráng đến cầu hôn hối làm quen, mong được em cho tim vàng nhưng lòng nàng vẫn không màng. Đức trời, nó yêu đời quá hen. Bữa nay bị đặt ca nữa, cỡ bà bù lỗ chứ ở đó mà không màng. Ủa, có mùi vậy? Té má con mới về. Cái gì vậy? Tên 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 tè. Trời ơi. Chàng ơi, ở đâu vậy? Cô Hồng cho con má. Hồi nãy cô Hồng quắt con lại, đưa cho con cái sầu riêng này nè. Nói là ở dưới quê cô Hồng gửi lên á, nên cô Hồng cho nhà mình trái ăn mấy thảo. Ôi, thơm quá. Dạ. Trời, ngồi từ đầu mùa đến giờ mới được ăn á. Cô Hồng kêu cái sầu riêng này nha là hạt lép mà cơm vàng, mà chín cây nữa chứ, không có thuốc có men gì hết trơn á. Ôi, đã quá. Nè, ông hết sảy. Thúi, thúi nguyên trái luôn. Thúi đâu mà thúi? Thơm mình thúi đâu thúi. Đồ của Hồng cho mà ông nói thúi hoài. Tôi nói thúi là thúi. Ông kỳ quá, ông cứ nói thúi này thúi nọ hoài. Cô Hồng có nghe được cô giận á. Bà giận kệ bà. Đàn ông gì đâu mà đầu đội trời chân đập đất vậy mà em chê 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 sầu riêng thúi, không ăn được sầu riêng. Bà giằng đầu tôi hả? Má, tự nhiên giờ thì con nổi cơn thèm sầu riêng quá à. Mà trái nhỏ xíu ăn đủ thiếu gì. Ngày mai á, con với má đi chợ mua thêm trái ăn nữa nha. Hai trái luôn ăn chỗ đã con. À, cấm à, lỡ cái này ăn đi. Cấm mồm à. Gì đó, nó ôi cái cãi luôn, không ăn. Tính ra tới cấm mà không ai sợ chứ. Cấm hoài à, cấm hoài. Đi, thôi, xuống lấy dao cúi, cúi dạ. Làm gì giống như gọi hồn tôi à? Kêu mẹ cây cô, chú Tân, chú Tân. Kêu bình thường luôn hả? Không phải, kêu sợ chú đi mất tiêu. Kêu hỏi coi chú đi đâu về vậy? Đi công việc về, bữa khác nói chuyện đây nghe. Khoan, khoan, khoan. Rồi à, thấy không? Cái tật cũ rồi, cái tật nhiều chuyện không bỏ nè. Đang ngồi chạy xe ế, thấy tao đi ngang mừng quá kêu vô nhiều chuyện đúng không? Thôi không có đâu nghe. Rồi chuyển được kìa, có gì à? Khoan chú Tư. Nãy giờ con chưa nói được gì luôn chú Tư. Kêu chú Lợi là con nói trời chuyển mưa rồi, lên xe con chở về, đi bộ con lát mắc mưa á. Ờ ha, tao thấy mày nó có lý, con coi như ủng hộ mày cứu xe đi ha. Đúng rồi đó, đi. À khoan. Hả? Ờ, về lấy tiền bả à, không có đem tiền theo. Ủa gì hả? Ừ. Thôi kệ, lấy tiền ai cũng vậy mà. Chứ không lẽ có con cuốc xe chú giật của con? Vô duyên, lấy con cuốc xe giật mấy chục ngàn chứ của mày. Thì đúng rồi, con cho chú thiếu mấy ngày luôn cũng được. Thôi đi, đúng rồi. Đi, đi. Ủa sao chú hết hết giống bà Lết quá chú Tư? Bà Lết hết khác tao hết khác chứ. Có gì túi thúi vậy nè? Mày không tắm phải không? Đâu có. Trời, tao tắm rửa sạch sẽ vào thơm hơn vứt nè. Gì ra thúi gì ta? Mùi gì trời? Càng tới đây càng thúi nè. Càng tới cái đầu xe càng nhiều nè. Thôi đi. Đó, trời ơi nó đó. Kìa. Nó kìa, thúi là nó đó. Trời ơi. Cái gì vậy? Chú nói ơi. Chú nói cho sầu riêng này thúi hả? Ừ. Trời ơi. Thơm gì mà chê trời. Trời ơi thơm. Có gài vô mùa sầu riêng ta bán quá trời ngoài đường kìa. Cái con nguồn trái cho bé ăn ăn khoái lắm á. Thơm con khỉ chứ thơm. Mày ở đó mày hử đi ha. Mày hử đi tao đi bộ luôn. Chú nói. Cái gì? Chú nói ủng hộ con cuốc xe mà. Hồi nãy là có ý định ủng hộ mày đó. Mà giờ tao thấy đó là tao hết muốn ủng hộ rồi. Mày muốn tao ủng hộ mày quăng đi. Mày quăng cái tao ủng hộ. Trời đất ơi. Đâu có được, mua trái sầu riêng này là phải mấy cuốc xe của con á. Trời ơi. Giờ giờ mày không quăng phải không? Không. Không quăng? Không. Tao đi bộ luôn. Chú Tư. Không có tù tám vậy mày. Chú Tư. Nhanh. Chú Tư. Ừ. Đi lẹ lẹ coi chừng mắc mưa. Ủa sao tự nhiên mất cuốc xe trời? Tại mày á. Về anh em tao nha. Xẻ mày ra nè. Cắn mày. Cạp mày luôn. Tao đỡ tức. Thôi quá ta.
Trời ơi, sao mà đau dữ vậy trời. Bà ơi, bà lấy giùm chai dầu gió sức cho đỡ đau coi. Ui da, đau thì được chết được luôn, mà bà ngủ cái gì mà ngủ như chết thì không biết. Ui da, bà ơi. Ôi. Bà đi đâu rồi trời? Ui da, không được rồi, không xong rồi. Phải đi giải quyết mới được. Chết luôn vậy. Ủa mà bữa nay mình có ăn cái gì đâu ta bậy bạ đâu, ăn cơm với rau thôi mà. Nay tôi cũng mới đi chợ, ông ăn đỡ cơm với rau nha. Rồi bà đi nhái mày hả? Không, ông ăn mình ông đi. Ủa sao hả? Tôi với nó ăn cái khác. Ráng hết rau nha, ăn rau nó có chất tốt. Ừ. Ôi dạ. Ôi trời. Bà ơi, bà. Ui dạ. Hồi nãy về đó cũng lâu lắm rồi mà ta. Nó đi đâu vậy ta? Ủa, đi đâu hả? Thấy biết rồi còn hỏi nữa. Đi chợ chứ đi đâu? Ủa, đi chợ gì mới tối đi rồi giờ đi gì nữa? Ông lẩm cẩm mà hả? Lẩm cẩm gì? Tự nhiên đi chợ đâu mà đi nửa đêm? Ở cái xẻo lá này ai bán cho ông mà đi chợ nửa đêm? Ờ, người ta không bán cho tôi, nhưng mà người ta bán cho bà. Chơi tối vậy đâu? Trời ơi, thì ngủ kế ông chứ đâu mà hỏi trời. Thiệt hả? Thiệt chứ sao không thiệt? Trời ơi, mà thôi đi, không tin thôi. Thôi để tôi đi chợ, trưa trời kìa kìa. Ông cứ cằn nhằn tới cằn nhằn lui hoài, tôi ra tôi mua thịt thúi để cá ương về ráng chịu nha. Nè nè, mua gì mua, cấm mua ra muốn nha. Bà ngủ kế bên mình hả ta? Mập quá. Nhái à, coi chừng nhà tí đúng rồi phải nghe. Dạ. Ừ. Ủa ai giống chú Tư trời? Trời, tôi ngồi đây mà chú Tư đi ra tôi không hay hả? Ê, hình như quẹo vô quán bà học. Có cà phê chưa? Trời đất ơi con bà. Tôi bưng ly cà phê giống như điêu thiền vậy. Ủa sao bữa nay anh đỡ gu sao mà anh uống cà phê mà đậm dữ vậy? Tôi pha hoài cũng chưa thấy đủ nữa à. Uống đậm về nè, cho nó chắc ruột. Là sao? Bị tối hôm qua đó, Tào Tháo rượt qua cỡ. Trời ơi. Cho nên sợ tối nay kham không nổi, uống đậm về chặn trước. Trời đất ơi, sao mà chỉ uống thuốc vô mới chặn được chứ? Thuốc cái gì? Dầu xanh mà còn không có sức chứ đừng nói mà thuốc. Cái gì kỳ vậy? Hôm bữa tôi mới đưa chị Tư hộp thuốc á. Hay lắm nha. Thuốc gì? Cha coi chừng bà quăng hay bà bỏ đâu á. Cái thuốc đó ở bên Nga ha, tôi gửi mua gì rồi đó. Bên Nga? Ờ. Ờ, chắc thuốc nổ đó. Cái thôi, tôi kệ bà đi.
Bác Dục khi Dũng Dục gì kệ bà. Nhưng mà giờ tôi nói là nguyên đêm hôm qua vợ con gì mà tôi nói tôi đau bụng, tôi lăn lên tôi bò xuống, tôi đi tới đi lui cả chục bận mà không hề thấy mặt bà đâu hết. Ủa anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ bà đi đâu? Vậy bà ở đâu? Bà ngủ với ai? Bà làm gì? Có nghĩa là sao vậy? Thôi cô Hồng ơi, nhiều chuyện vừa vừa phải phải thôi. Nhiều chuyện gì mà nhiều chuyện dữ vậy? Thím tư thím lớn rồi, muốn đi đâu đi? Hỏi gì mà hỏi dữ thần ôn cũng biết nữa. Đúng rồi, nói như này nghe được không? Đúng rồi hả chú Tư? Cô Hồng nhiều chuyện ghê luôn á. Mà chú Tư, bộ thím tư đi nguyên đêm không về thiệt luôn hả? Vậy mày cũng ít nhiều chuyện. Hỏi cho biết vậy mà. Nhưng mà thôi lỡ rồi có hai đứa, anh nói luôn đi, nó rõ ràng chi tiết. Biết đâu tôi biết rồi, chỉ đâu tôi chỉ cho. Đúng rồi, đúng không? Nè, nói cho ai cũng được á, nhưng mà trừ ra bà dường này thì thôi ha, khỏi ha. Sao vậy? Người hai người mà biết nó giống như là cái ô mặt lưa của xã này á, 1 phút 30 giây cả xã biết hết. Chú Tư, ô mặt lưa là cái gì vậy? Cái lo đó ông nội. Ý ông nói tôi là cái lo phải không? Nhiều chuyện gì, chuyện gì cũng đi lan truyền lẹ phải không? Vậy mà có lợi lắm à, có chuyện gì á nói cho ta biết, biết đâu á vợ chú theo trai rồi sao? Trời đất ơi, chị cô Hồng hả? Sao cô nói gì kỳ cục vậy? Nói vậy á mà. Chúng tôi lớn rồi mà nói gì kỳ vậy? Chứ sao? Đời đâu biết được chứ ngờ. Mà không chừng thiệt vậy nghe chú Tư. Nhiều khi thím Tư chê chú Tư già xấu, đi kiếm kép đẹp hơn sao? Trời. Bà này tào lao rồi, mày cũng tào lao luôn. Trời hết hộp chứ, ta chưa kịp cười. Nó nghe nè, anh làm tôi muốn rớt cái tiền ra ngoài rồi nè. Thôi, nói hết hứng rồi. Tính tiền là bay. Nhiều. Gấp 3 ly bình thường. Gì dữ vậy? Ủa, tôi pha 3 lần cà phê cái ly người ta, mới uống được cái ly của anh đó. Gấp 3 là gì? Muốn gấp 5 hả? Ôi mệt quá. Dạ. Không đủ. Bụng cũ soạn lại ha. Là cái gì? Là ghi sổ đó. Trời ơi, ta tránh cái chữ ghi sổ rồi mà ép hoài ha. Mệt quá ha. Chú Tư, ở lại kể chuyện thứ tư nghe. Quán này làm như nó có huôn sao, ai vô cũng ghi sổ thiếu. Từ nãy giờ nghe hàng xóm hát hả, muốn nhức cái đầu. Về nghe em khịch khịch nữa giống... Giống gì? Giống kỳ hả? Ngu duyên. Cái gì ghê? Tôi nghẹt mũi, tôi khịch cho dễ chịu. Gì thứ ghê? Ông nghẹt mũi thiệt hả? Không biết kỳ quá, nghẹt nãy giờ muốn chết luôn. Tình hình sao rồi má? Tình hình á là bị nghẹt mũi rồi, đang bị nghẹt mũi. Dạ, ok. Tối nay mình tha hồ nha. Không lẽ bà Hồng với thằng Tèo nói đúng hả ta? Nghe mình bệnh mà bà ngồi tự nhiên luôn. Mà cái bà này nhìn bác vừa già vừa xấu mà còn lông nữa, thằng cha đâu mà thèm má trời. Bà Tư! Trời ơi! Yeah. Bà giá áo cho ai? Cho ai? Giá cho cha già kia chứ ai? Thằng cha già nào bà nói đi, tôi biết. Tôi tới tôi chưa khô máu luôn. Bà nói đi hả? Con kia nào? Má! Nè. Má! Cái gì vậy? Cầm gì vậy? Cái gì mà giấu giấu lén lén lút đây? Cái gì? Nhảy. Dạ. Đi vô sao má nhở này coi. Nhảy. Có một đứa con gái duy nhất, bây giờ nó cũng theo phe bả luôn rồi. Còn bà để tôi bắt được bà với thằng đó, tôi chơi cho tới bến luôn. Đợi đó. Tư. Sao mày gặp tao lần nào mà không kêu giọng nó trên vậy? Mày kêu giọng khác không được hả? Hỏi coi chú đi đâu kìa. Tao đâu kệ tao hỏi chi. Rồi. Cái điệu này là đi kiếm thứ tư này đúng không? Sao biết? Trời con gì không biết trời. Phải mà. Mày nè, ba Lít nè, bà Diễm Hồng mà phối hợp thành một cái chợ nhiều chuyện á. Không có nghe, con không có nhiều chuyện rồi đó.
Mượn nói rồi, trẻ không chơi già rổ đốn. Biết đâu thím Tư tự nhiên già cái rổ đốn ra. Chú Tư coi chừng nữa nghe. Cái thằng vô duyên, mà im cái miệng mày coi. Trời ơi, tôi có nhiều chuyện. Trời ơi, tổ con nói không chịu nghe đi. Rồi mốt có chuyện gì đừng hỏi con nha, không biết gì trơn á. Thức canh bở có mấy đêm trắng dờn mắt luôn. Không lẽ giờ bỏ cuộc? Không được. Lỡ như đêm nay bà hành động thì sao? Ôi, ngủ sớm mai cho nó khỏe hết bệnh coi. Ngủ chưa? Ngủ với thức gì đó. Ừ. Ngủ cho mai mau cho nó hết mau hết bệnh coi. Bắt được tài trợ rồi nha. Thù điên hả? Trời ơi. Trời. Gì vậy trời? Ông làm gì nay dám lên da vậy? Ra cái gì? Tối ngủ cái mùi nó chịu không có nổi. Bịch đang cho nó đỡ cái mùi. Bà đó, ha, Dương Nhái đó, tối lén lúc ăn sầu riêng. Mà tôi nói tôi cấm mua sầu riêng ăn rồi à. Cũng cãi tôi hả? Gan trời à. Thì đó, tôi sợ ông chửi, nên má con tôi mới lén lúc đem ra sau giường ăn. Trời ơi, ăn lén ăn lúc có ngon lạnh gì đâu mà nói. Không ngon ăn chi? Hả? Tôi đã nói đi nói lại bao nhiêu lần là cấm mua sầu riêng về cái nhà này. Mà cái cãi tôi không à. Ông thôi đi nha. Vừa vừa phải mãi thôi chứ. Tía, cái sầu riêng đó là con mua chứ không phải má mua đâu. Tại con thấy ông đời nào má mua sầu riêng cho nhà mình ăn hết trơn á. Mà con thì lại khoái nữa. Mày khoái gì mà tao ghét? Tía kỳ quá à. Tía ghét nhưng mà con với má thèm muốn chết. Nè, mới mốt á, có mua á thì mày nói trước với má.
để má sẽ bày mưu tính kế đài ổng ra biên cương hay đài ổng ra ngoài thuốc ngoài công đảo luôn để nhà má con mình ăn cho thỏa sức. Con biết là Tý không có thích ngửi mùi sầu riêng, nhưng mà ngày hôm qua đi ra chợ thấy người ta bán, con thèm, con cầm lòng không có được. Trời ơi nhái. Dạ. Sầu riêng để khui bằng dao với mày, mày khui cái đó biết chừng nào mới ăn được. Không được, không được. Lẹ 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 đi. Chết chà. Tí mà về. Thôi 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 thôi. Bây giờ mình dẹp đi. Tối mình ra sau nhiều năm. Thôi vẫn thèm nữa sao tối. Thèm cái gì? Trời ơi, ổng mà về ổng thấy là long trời lỡ đất. Mày biết tánh ổng mà. Ổng sợ một sầu riêng đi. Dạ. Nhưng vẫn thèm à. Đi, thèm tối ăn. Nhìn, nhìn đi. Đó. Mày hết á, đầu dây mối nhợ là do mày hết, thấy không? Đó, báo hại tao giờ nè, đó, ngủ phải bịt khẩu trang vậy nè. Đó, thấy không, giống bà nói tao giống ninja đó. Bây giờ tao làm gì tao mới đeo khẩu trang vậy nè, cho vừa lòng mày. Nhái, nhái. Gì vậy? Người ta chưa vô nhà đủ vậy gì? Ê! Từ từ! Trời ơi! Hình nể gì tới mày nữa hả tao? Ủa? Sao vậy? Ừ, thím Bảy cho con mấy trái sầu riêng. Cái má con kêu là đem cho mỗi nhà một trái ăn lấy thảo. Nè chú Tư, chú nè. Trời ơi, ông nội ơi! Mày có biết gì cái trái sầu riêng này mà mấy đêm liền tao thức trắng không? Ủa sao vậy? Rồi bây giờ mày đem qua nữa. Mà đem một nửa là tối nay tao thức cắn nữa, tao phải canh nữa trời. Mày chú tôi canh gì à? Thì tao canh đi. Tao canh bả đó, bả đi ăn này, tao tưởng đó là bả đi lén phén với ông nào. Vậy, ông canh tôi hả? Trời ơi, hèn chi. Vợ chồng sống nhau mấy chục năm rồi, vậy mà ông nghi tôi đi lén phén với ai là sao? Thì ra ông thức ông canh tôi. Làm tôi hả cũng thức canh ông gần chết đây nè. Nghĩ sao vậy? Ngủ mà nhắm con mắt à. Con mắt đây nè, mở tao láo lên vậy nè. Làm tao đâu có dám đi. Đợi ông nhắm mắt hai mắt rồi tao mới dám bò vậy tao đi á. Tôi cũng khổ quá mà. Tại thằng Tèo với bà dính hồng nhiều chuyện, nó ra nó vô nữa, cho nên tôi mới nghi quan cho bà. Thì thôi, bà thua má con bà rồi luôn. Ăn gì ăn nè, mua mua gì mua. Cùng lắm tôi kẹp mũi tôi lại giống vậy nè. Đó, là được rồi. Thôi lấy ra đi để luyện hộp thở chết bây giờ. Thôi kệ tôi, thôi giờ nè. Tôi đi ra quán của Hồng tôi uống cà phê, thấy không? Bà nhà cái trái cầu riêng nè, má con bà ăn gì ăn cho hết nha. Ăn cho hết nha, là dùng vỏ luôn nha, đừng có để đi ha. Thơm đắm luôn thím Tư. Tôi đi uống cà phê. Chú Tư đâu ạ? Uống cà phê, uống cà phê. Con cũng qua quán bà Hồng nè, đi đi. Ăn cho hết nha. Đi qua quán bà đi. Công nhận Tèo đẹp trai càng ngày càng lên tay. Xe hư chỗ nào sửa cũng được. Còn giờ xe hư cỡ nào vô tay Tèo là vô tiệm sắc dụng luôn. Vô duyên. Ê, hôm nay chủ nhật được nghỉ, đi câu cá không? Không. Sao vậy? Mày đi dắt lúa mướn mày còn thứ bảy chủ nhật. Tao phải tự chạy xe ôm rồi đi học sửa xe để mà mơi mốt cùng ra nghề sửa nữa. Có thứ bảy chủ nhật gì? Đừng bao giờ khi dễ Long xì ke nha. Long xì ke bây giờ là khác xưa rồi. Ngày xưa tao đi vác lúa mướn thôi. Bây giờ là tao chỉ ngồi là tao đếm gạo để cho người ta vác lên xe thôi. Gì là lên chức rồi hả? Tao trịnh trọng tuyên bố biết tao đã lên chức thủ kho rồi đó. Ồ, vậy là thủ kho to hơn thủ trưởng rồi nghe. Hay quá mày ơi. Không ngờ thằng bạn hiền năm nào của tôi giờ lên chức rồi. Chúc mừng nghe. Mày biết sao không? Lúc vác lúa ông chủ thấy tôi cố gắng cho nên á ổng đầu tư cho tôi đi học thêm bổ túc rồi xong đề bạt tôi lên thủ kho đó. Vậy là tại mày cũng phải có kiên trì rồi có cố gắng rồi này kia thì ổng mới thương mày, ổng mới giúp đỡ. Ổng sống rất tình nghĩa nha, và đặc biệt rất là hiểu chuyện.
Ông Thời cố ý về đây tổ chức hội thảo nông nghiệp cho bà con. Ông cũng là một cái duyên tạo điều kiện cho mình gặp lại Diễm Hồng. Lần này nhất định mình sẽ không tránh mặt cổ nữa. Ê, ông chủ mày có con gái không? Có sao không? Hai đứa con gái luôn. Nhưng mà con chị á thì đi lấy chồng rồi, còn một con em. Rồi, vậy là ổng chấm mày làm ghế rồi chứ đâu ông chủ mày ơi. Thôi, tao không có dám nghĩ sâu xa vậy đâu. Với lại tao cũng biết thân phận của tao mà, không dám mơ đâu. Nói gì vậy? Mày thân phận mày sao? Mày nói vậy tao cũng như mày. Tao cũng thân chạy xe ôm, thân cũng đi sửa xe chứ có ngon lành gì. Không lẽ vậy rồi ế suốt đời sao? Bỏ đi, đi câu cá không? Về làm cái lẩu nhậu chơi. Ăn lẩu thì được nhưng mà không có nhậu đâu. Ủa sao vậy? Mỗi khi nhậu mà. Thì giờ phải bỏ bớt chứ mày. Giờ phải tu trí làm ăn, gán chạy xe ôm, gán học sửa xe cho ra nghề, làm kiếm tiền, còn cứ vợ nữa chứ. À, tao nhớ rồi. Mục đích của mày là em đâm gạo đúng không? Ừ. Ai ăn nhậu chơi bời tối ngày với tụi bay rồi biết chừng nào mới có người yêu có vợ. Thôi vậy giờ để tao về tao lấy đồ tao đi mình tao. Khi nào được cá tao gọi mày qua ăn lẩu ha. Ok bạn Hiền. Ok bye bye tèo sớm. Chào Long Thủ Kho. Ủa, cái dáng này sao giống Hồng Sức quá ta? Mà nó đang đi tù mà. Sức, phải Sức không Sức? Sức, 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 Sức. Đưa lại, đưa lại. Mày đây rồi. Trời ơi, sao bữa giờ mày ra tù mày không nói cho tao biết? Mày nói nhỏ thôi, nói lớn cho thiên hạ biết hay gì? Trời ơi, ở đây á đâu ai biết mày mới ra tù đâu. Đó mày nói đó cho người ta biết á. Ủa sao mặt mày xanh lè vậy? Tao đói mà với lại mấy bữa nay tao có ăn gì đâu. Bữa giờ mày không ăn gì luôn hả? Thôi 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 đi, tao dắt mày đi ăn. Ủa sao dạo này nhiều người lạ về xứ xẻo lá này ghê nha. Dạ chào anh ạ. À, xin lỗi anh tìm ai vậy? Dạ nhờ anh chỉ đường tới quán cà phê của cô Diễm Hồng á. À, tìm quán cà phê bà Hồng hả? Dạ. Vậy dạ, đi tôi cũng đi uống cà phê nữa nè. Vậy may quá. Hôm nay cũng có nhiều người về đây tìm quán cà phê cô Hồng lắm. Ủa còn có người khác tìm cô Hồng nữa hả anh? Có ông Thời, ông về đây ông mở hội thảo nông nghiệp nè. Ông là bạn cũ của bà Hồng đó. Ông Thời đó cũng là bạn của tôi luôn á. Vậy đó hả? Tôi, ông Thời với cô Hồng là bạn học chung thời cấp 3. Vậy đó hả? Dạ. Ông đừng có nói ông là Âu Thiên Vũ nghe. Trên đời này còn có nhiều chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy đó anh. Tôi là Vũ đó. Vũ đó hả? Dạ. Là bạn tri kỷ của cô Hồng hả? Trời đất ơi, bà Hồng có đợi ông mấy chục năm nay đó. Đi với tôi. Đi. Dạ. Sao? Ngon không? Ừ. Ngon. Ngon lắm. No nữa. Quán cơm ở đây á là nổi tiếng ngon nhất vùng xảo lá rồi đó. Trời, cảm ơn mày nha. Tốt tao quá. Anh em mà ơn nghĩa cái gì? Mày ăn gì mày kêu thêm đi. Thôi, đừng kêu nữa. Tao no lắm rồi. À, mà từ khi tao ra tù á, tao cảm thấy cuộc sống tao bế tắc quá mày ơi. Tao phải đối mặt với gia đình, hàng xóm, kể cả bạn bè tao đều xa lánh hết á. Họ nghĩ tao là ngựa quay đường cũ nên đâu dám chơi với tao đâu. Một cái vết đen á khó có thể nào rửa sạch một ngày một bữa lận. Quan trọng á, mày phải chứng minh cho mọi người thấy là mày đã thay đổi, hãy trở thành một người lương thiện. Trong tù á thâm thiết nhiều điều lắm mày ơi. Về đêm á tao cứ gác tay lên chán hoài à, suy nghĩ những lỗi lầm mà ta gây ra, cảm thấy ăn năn hối cải lắm.
ta cảm nhận được giá trị cuộc sống tự do bên ngoài nó đáng quý như thế nào mà. Con người mà, quan trọng nhất á là sự tự do. Cho nên phải cố gắng lên đi. Trước tiên mày hãy đi kiếm một công việc gì đó làm đi. Làm lại thành một con người lương thiện. Mày biết rồi đó, nghiện ngập là bạn, trộm cướp là nghề mà. Ban đầu tao ra tù á, tao sợ gặp mấy đứa anh em trong giới á, rủ rê tao vào con đường tội lỗi. Tao khó mà thoát được lắm. Mày suy nghĩ vậy là đúng đó. Bây giờ á, hãy kiếm một cái công việc nào đàng hoàng mà làm. Dù nghèo nhưng cảm thấy cuộc sống nó thoải mái là được rồi. Mày nói thì dễ lắm, mà làm được hay không á là một chuyện khác nữa. Sao vậy? Mày nhìn tao đi, thằng mới ra tù á, xin chỗ nào đâu có ai nhận đâu. Có khi á, tao có gì trong bụng hết á, tao toàn là lượm đồ ăn dư thừa của người ta kia kìa. Từ sáng đến tối á, tao chỉ biết nằm và nằm, trôi qua ngày, chả làm được gì hết á. Nghe câu chuyện mày kể á, tao thấy y chang tao hồi xưa vậy. Lúc tao mới về đây á, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Cho nên tao hiểu. Long à, bần cùng xin đầu tặc mà. Tao đói quá, tao quyết định đi tìm anh em trong giới giang hồ để xin làm bảo kê, rồi nợ mướn để kiếm tiền sống qua ngày. Mày quay lại đường cũ hả? Nhưng mà rốt cuộc nó đánh đập tao nông nổi như thế này nè. Bây giờ tao không khác gì thằng trôi sông lạc chợ, nên tao trôi về gò đây. Làm lỡ ngày cứ nói tiếp làm lỡ khác. Mày cứ như vậy hoài á thì mày không bao giờ thoát nổi cảnh tù tội đâu. Mày có muốn người ta lúc nào cũng chê cười mày, rồi mày phải sống trốn chui trốn nhủi như những con chuột hả? Thôi, hay là mày về đây đi, rồi tao xin mày vô công ty của tao làm vắt lúa. Quay đầu đi sức ơi, mày cứ như vậy hoài á, tương lai mày mịt mù lắm. Tao nghĩ tao không làm được đâu mày ơi. Sao vậy? Tao sợ tao là không được liên lụy tới mày nữa. Mày cứ lo, ông chủ của tao á, ổng rất là hiền và đặc biệt ổng rất là hiểu chuyện nha. Thôi, chuyện đó tính sau đi. Bây giờ mày ngồi đây mày chờ tao nha. Tao chạy lại chỗ cũ á, tao lấy cái cần câu, rồi xong rồi tao mày đi câu cá. Rồi tối nay làm một cái lẩu, tao sẽ rủ anh em ở trong xóm về nhậu ha. Mày tốt với tao quá, cảm ơn mày nha. Cố gắng lên, tao đi nha. Ngày ấy đâu rồi, người đã xa rồi. Cho tôi tìm lại một thời ấu thơ, cho tôi tìm lại một thuở đam mê, cho tôi tìm lại một thời ấu thơ, cho tôi tìm lại một thuở đam mê. Người ấy đâu rồi? Đây 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 có. Anh hai. Vô đây vô đây vô đây. Có không? Dạ. Nhớ ai không? Em có khỏe không? Tôi gặp ông ở ngoài đường á, tôi dẫn về đây cho cô đó. Lâu lắm gặp lại em, nhìn em vẫn còn đẹp như xưa đó. Hoàng hôn xế chiều rồi, đẹp gì nữa. Tôi nói thiệt nha, cà phê cô Hồng ở đây đó là ngon ngọt nhất đó chú. Thì bỏ nhiều đường sẽ ngọt là anh ơi. Nhưng mà theo tôi thấy giọng cô chủ quán còn ngọt hơn đường nữa anh hai. Anh nói quá rồi, chứ lòng tôi đắng lắm. Đắng như cà phê nguyên chất không đường gì đó. Đắng thì bỏ đường nhiều vô thì nó ngọt thôi chứ có gì. Cô bộ chú Vũ đây á, cũng thích cà phê của cô Hồng dữ ha. Dạ, chẳng những tôi thích mà tôi còn ghiền nữa. Cô Hồng, vậy từ đây sắp tới á, có thêm một khách sạp nữa đó nghe. Em vào trong
pha cho anh ly cà phê đây, đừng bỏ đường. Dạ. Tôi đường nhiều nha. À, một đường nhiều, hai không đường. Chú cũng khéo chồng gây sư dữ ha, mấy chục năm rồi. Không giấu gì anh, trước đây tôi đã từng lầm lỗi với cô Hồng. Vừa rồi có anh Thời về đây, biết được cô Hồng đang còn chờ tôi, cho nên tôi hay tôi về đây liền đó. Thấy cổ vậy đó chứ tốt bụng lắm nghe. Có bao giờ mà cổ nói cái chuyện này với ai đâu. Lần này anh về đây nhớ bù đắp lại cho cổ. Hy vọng lần này tôi về cô ấy sẽ cho tôi cơ hội. Nếu mà chú không tiến tới thì chú thật là có lỗi với cổ. Tôi biết mà. Dạ, đây cà phê đường ngọt của anh. Rồi, cảm ơn cô. Cà phê đắng của ông. Mùi thơm không nồng, không thô bạo. Ủa cà phê sao có thô bạo đấy? Ý tôi là mùi vị này rất nhẹ nhàng, dịu dàng, sâu lắng, nhưng nó rất tinh tế. Mùi thơm này nó quyến rũ lòng người, để cho con người ta suốt ngày nhớ mong da diết. Như vậy mới đúng là cà phê ngon đó anh. Anh thưởng thức cà phê mà tôi nghe đuối luôn vậy đó. Quán Diễm Hồng xưa nay nổi tiếng chung thủy, từ trước đến giờ chỉ có một loại cà phê này thôi. Nói tóm lại đó là cà phê không có quá chất, cà phê sạch đó. Đúng rồi, chỉ có anh hai là hiểu nhất thôi ạ. Vị đắng, cà phê không đường phải đắng chứ. Ẩn sau vị đắng là một vị chua. Ủa, có vị chua hả? Sao sao tôi không có biết vậy? Vị chua này nó hòa quyện với vị đắng thì cà phê nó mới ngon. Đúng là người biết thưởng thức cà phê có khác. Còn người mà kê ống hút hút cái rẹt hết đó là nhà quê đúng không cô? Không có, không có. Em không có ý đó anh hai. Hay quá Tèo ơi. Hay thiệt chứ. Ăn cướp bố người ta ăn cướp. Cái gì vậy Tèo? Cái gì mày làm đứng mày la lại vậy? Ăn gì? Ăn cướp. Hả? Ăn cướp cái gì vậy? Chiếc xe. Chết rồi thấy chưa. Ủa xe mày còn mà? Không phải, không phải, chiếc xe của con Sinh nãy nó đi chợ, xe nó hư, tao kêu nó đậu đây đi tao sửa giùm cho. Tao mới sửa xong cái tao quay lên đây cái ăn cướp. Ơi chết rồi. Tao biết ai rồi. Mày lấy xe chở tao vô lên. Nhanh lên. Mày quen với thằng cướp đúng không? Mày khùng hả? Nhanh lên không kịp bây giờ. Nó chạy hướng này nè. Vé số. Vé chở hả chú? Còn nhiều vé số không? Còn nhiều. Sắp tới giờ xổ số rồi mà sao còn nhiều quá vậy? Hôm nay cái chân tôi nó đau quá, tôi đi không được, thành ra còn quá trời đó. À, để con giúp bà luôn. Chết, con quên đem tiền rồi. À, nhà con gần đây chắc con chở bà về, con mua hết cho.
Được không? Thôi, nhà con đây à, bà lên xe đi. Cảm ơn chú nha. Có gì đâu. Sao? Nãy giờ lội một vòng xung quanh xóm á, thấy ruộng vườn, ao chuồng của bà con, thấy có khả quan không? Phải công nhận, lần này trở về thấy bà con mình làm ăn có những cái mô hình, những cái dự án á, phải công nhận là hiện đại quá anh ha. Hồi xưa bà con nông dân mình cực khổ lắm, tay lắm chân bùn, dầm mưa dãi nắng. Bây giờ nông thôn phát triển, đời sống bà con thấm khá lên, thấy cũng mừng. Cô Hồng cũng vậy. Hồi đó cô Hồng á, cổ còn làm ruộng á, cũng cực khổ lắm nha. Từ ngày mở cái quán mà đầu đường tới giờ á, đời sống thấy khá lên, thấy cũng mừng cho cổ. Phải chị cô Hồng bây giờ còn làm nông nghiệp á, chắc tôi sẽ hỗ trợ cô ấy từ A tới Z, giúp đỡ cô ấy hết mình luôn đó anh. Thiệt không? Tôi nói thiệt mà. Tôi nghe ông Thời nói đợt này chú tính về ở luôn như này phải không? Tôi cũng tính như vậy đó anh. Nhưng mà bây giờ công việc trên Sài Gòn còn lu bu quá, để tôi sắp xếp xong cái đã. Nói gì thì nói, chứ đi đâu đi, đâu bằng quê hương xứ sở của mình. Ở cái xứ Xẻo Lá này á, thấy vậy đó, chứ bà con hiền lành, chất phác lắm, thủy chung nữa. Nhất là cái cô chủ quán cà phê đó, chờ đợi mấy chục năm rồi, bắt cái gì không về. Anh hai cứ chọc em hoài. Ủa, sao nãy giờ đi hoài không thấy nhà đâu hết vậy? Nhà nào? Khôn hồn đưa hết giấy số và tiền ở đây. Để không nói nhiều, đưa đây. Đừng khôn giấy số của tôi, bơn người ta. Gì? Bằng cướp, ngon khôn giấy số của tôi. Ê, mà tao nghĩ chiếc xe đó nó gần hết xăng rồi, chắc nó không có chạy xa được đâu. Ôi, hai mày dừng lại đi. Dừng đi, dừng đi. Cái xe mày gần hết xăng rồi, bây giờ tao sẽ gọi công an, chặn đầu cho nó kịp. Ừ. Cái gì mày đúng rồi, không giấy số của tôi kìa. Ê, mày có còn là con người không mày? Mày nhìn người ta giả cả đi bán giấy số mà mày nỡ đồng nào mày cướp giật mày coi được không? Hết ngày làm hả? Ê, Long, mày có nghe tiếng ai la ầm sầm không? Mày thanh niên trai chém làm ăn kia coi được không? Đó. Ê, hình như tiếng của chú Hai. Ở bên kia kìa. Ê, nhanh lên. Gì vậy? Nhưng nó giật kinh phong kìa. Kể nó đi. Từ từ còn nó tỉnh hả? Gì vậy chú Hai? Có chuyện gì vậy chú Hai? Nè, coi đi. Nó, thằng này nó giật giấy số bà già đó. Ê, chú Hai ơi, hình như nó bị giật kinh phong rồi chú Hai. Ê Long, mày kiếm cái khăn á, tao nhét vô trong miệng nó, không thôi nó cắn lưỡi nó chết á. Không được, đừng làm vậy. Người ta đang bị động kinh, hàm răng nó cắn chặt vậy làm sao mà cắn lưỡi được. Tụi bay cãi ra cãi vô đó, rồi nhỏ chanh mày đặt vô nó ngang, rồi nó sặc hột chanh vô trong phổi nó chết đó. Để nguyên vậy đi, hồi nó hết à. Vậy thôi để con chở đi bệnh viện đi. Mày khỏi đi, cứ để cho nó giật một hồi nó mệt là nó sẽ nghỉ à. Sức mày đừng có diễn nữa, bộ làm người bình thường sống có ích cho xã hội đối với mày là khó lắm hả Sức? Bây giờ mày ngồi dậy chưa? Mày có nhắm mày giả đi hết cả cuộc đời của mày không? Ngồi dậy chưa? Ngồi dậy. Ê, ủa, mày biết nó hả Long? Dạ, nó bạn của con đó chú. Nó vừa mới ra tù, bữa giờ con hết lời khuyên ngăn nó, con cứ tưởng nó thay đổi rồi, nhưng mà ai ngờ mọi chuyện xảy ra như vậy. Cháu xin lỗi, tại cháu đói quá cháu làm bậy. Đói cái gì? Thanh niên trai tráng như mày thì mới tìm công việc làm, ăn lương thiện đàng hoàng chứ. Mày có người ta già cả thế này nè, bán từng tấm giấy số để nuôi cháu nội cháu ngoại người ta đi học nữa, rồi mày nỡ lòng nào mày giật cô bả gì mày coi được không? Giải lên công an đi. Long ơi, tao biết sao là Long ơi. Nói chú Hai đừng cho tao vô tù Long ơi, tao không vô nữa Long ơi. Chú ơi, mình có thể bỏ qua cho nó một lần nữa được không chú? Thôi mày đưa lên công an đi, để công an ta xử lý. Nè, lên công an thành thật khai báo đi, rồi tội nó nhẹ hơn. Đúng rồi đó, phải đưa nó lên công an, nó ăn cắp chiếc xe của con Sinh, con đang sửa nó chú Hai. Thôi,
Bây giờ mày nghe lời mấy chú đi, tao dắt mày đi lên công an trình diện, rồi từ từ tính tiếp. Chú hai ơi, Long ơi, đi đi. Tèo chở nó đi đi. Dạ. Thôi tao không đi đâu. Đi đi, tèo chở nó đi. Không đi đâu. Tao không đi đâu. Ê, để tao đi lên công an với mày, tao lấy lời khai. Mày lấy lời khai gì công an, tao lấy chứ mày vẫn gì lấy lời khai tao được. Con khai cho tao lấy. Thôi lên chỉnh khai đi, báo đi. Chú hai, ở lại coi chừng chiếc xe của ông Sinh nha. Biết rồi. Đi đi. Tao lên. Ông ba, thôi đưa bán vé số đi. Dạ. Anh hai, bây giờ trời cũng chiều rồi, sắp tới giờ xấu số rồi. Hay là anh em mình á, mua vé số giúp bà đi, tội nghiệp bà. Còn một cọc này để bán biết chừng nào hết. Thôi được rồi, để tôi mua giùm cho. Dạ, cảm ơn hai chú nhiều. Tôi chú hùng tiền lại mua cho bà đi. Còn bao nhiêu tiền đó, gửi bà hết luôn. Dạ, khổ trăm chiều thiệt chứ. Bởi ông bà mình nói đúng mà, nghèo thì khổ. Tấm Thang, mấy con Thang có. Ê, dạ. Ê, tiếc kêu con hả? Trời đất ơi, tiếc kêu mày kẹp làm gì dữ vậy? Dạ tiếc kêu con. Sao nó mệt quá à? Yêu nó cũng ghê nhau, nó hai đằng bay tối ngày úp mặt vô cái điện thoại không à, rồi đem tao quăng xuống sông hết rồi. Vợ mà có chuyện gì với tiếc? Ai đứa lớn hết rồi, tối ngày tía không có nghe bàn tán cái vụ bồ bịch gì vợ con vậy chứ, tối ngày cứ úp mặt vô điện thoại hoài là sao? Trời ơi, bồ bịch tía làm như là thịt kho hộp vịt muốn có là có. Đúng rồi đó tía, đâu phải muốn có là có được đâu. Từ từ đi tía ơi. Trời đất ơi, tính cái gì nữa mà tính, hai thằng bay già đầu hết rồi, cũng phải có vợ cũng có con, đặng cho tía có cháu nội ẩm bồng rồi chứ. Nhưng mà con còn trẻ mà. Trẻ cái gì nữa mà trẻ, trẻ hơn tao. Mới coi sao? Con đang kiếm. Dạ, đầu của người đất mắc cỡ. Tám. Dạ. Biểu. Có chuyện gì vậy tía? Vô lấy nón đi ruộng cho tía chút coi. Ủa, sao đi ruộng? Tía không kêu anh Bảy Cò đi, chứ kêu con. Trời ơi, Bảy Cò ngày nào nó không đi. Bữa nay tía muốn con đi với tía một bữa cho nó vui. Ui da tía ơi, con đau bụng quá tía ơi. Con đau bụng quá tía ơi. Mày sao vừa vừa đó. Đau bụng mà ôm cái đầu hả? Đừng, không. Con đau bụng thiệt của tía. Ui da. Thôi khỏi đau ở nhà đi, ở nhà. Để tao đi anh, tao đi anh. Ừ, đau bụng ở nhà đi. Về bữa khác đi rồi tía. Khỏi. Cá, thịt kho. Ủa, chị sao? Tính đi đâu vậy? Tao đi chợ chứ đi đâu. Cho tôi đi chung với nha. Chị? Thì đi ra chợ sẵn đi chơi rồi coi mua gì được mua. Ê hỏi thiệt nha, mày với Bảy Cò phải anh em ruột không vậy? Sao thằng thì ghét đi chợ, mày thích đi chợ là sao? Trời ơi, chị nghĩ làm sao vậy? Anh em ruột thì anh em ruột, nhưng mà thì tôi khác, ổng khác, có liên quan gì đâu. Thôi kìa, thì đi. Anh hai. Ủa, má tới hả cô? Dạ. Đêm ăn hôm mà có chuyện gì gấp qua nhà tối vậy cô? Dạ, em có chuyện gấp lắm anh. Ngồi đi. Dạ. Dạ, em cảm ơn. Được à. Sao em thấy anh hai buồn quá vậy? Giống như mất mùa á. Có gì đâu buồn. Ba thằng Lọ mới cho hay nó chuẩn bị cưới vợ. Hả? Anh nói thằng Lọ đó hả? Ừ. Nó sắp cưới vợ rồi. Ồ, nó chừng mấy bao nhiêu tuổi rồi ta? Cũng 20 gì rồi đó. Trời đất ơi, anh nói em hết hồn luôn á.
Em nhớ mới có ngày nào á, nó cởi truồng tắm mưa chạy vòng vòng trong xóm á, mà nay có vợ rồi, nhanh thiệt luôn á. Bởi vì mới thấy mình già. Già. Mà sao em thấy số phận anh cũng hẩm hiu lắm á. Con cái thì cũng đông, cũng lớn hết trơn rồi, mà không nào có chồng có vợ gì hết trơn á. Mà trong khi anh thì sắp ý em á, nói là bộ anh không thấy lo hả? Thì chuyện vợ con á của tụi nó để tụi nó chọn, tụi nó lo, mình lo chi cho nó mệt. Tụi nó không có biết lo thì mình là cha mẹ mình phải lo. Anh không lo chứ em thấy em lo ghê luôn á. Trời ơi, bà nhà tôi bà cũng nói hoài đó chứ, mà hai thằng nó thấy em ru à, nó không nhúc nhích vậy đó. Đúng rồi, thằng Bảy Còn tấm tàn đứa nào không lớn bộn hết trơn rồi, cưới vợ là phải rồi anh. Cái thằng Bảy Cò đó thì cục mịch, còn tấm tàn á thì lanh lợi hơn một chút. Bà lông bông quá à, ham chơi chưa chịu. Anh sao anh không thử coi sớm mình có đứa gái nào không, coi được mình để ý làm mai cho nó. Mà sớm này có đứa nào đâu, còn mấy đứa gái lên Sài Gòn làm hết rồi, lòng vòng còn ai nữa. Anh phải thử thì mới biết được chứ anh. Thử gì cô ơi, thời buổi giờ mà con cái nó đặt đâu mình ngồi đó chứ, biết đường đâu thử. Ý, anh ơi, em nhớ rồi, em có một đứa cháu gái, nó chưa có chồng. Vậy đó hả? Dạ, mà tía nó cũng nhờ em á, ngó thử coi có đứa nào được làm mai cho nó đó anh. Hay, em giới thiệu nó cho con trai anh, được không? Mà cháu gái cô ở đâu vậy? Ê Tập, tía hôm nay đón ai kêu mình ăn mặc lịch sự vậy? Trời thôi kệ để ai biết đâu, miễn sao tía bắt tôi mặc đồ đẹp thì tôi chịu rồi. Đẹp con khỉ khô gì. Ê, nói nghe nè. Gì? Cái áo này mình mua ở đâu rồi? Thì mua ở shop trên Sài Gòn á. Chỗ đồ này đồ hiệu nha, mắc tiền lắm, em lựa cho anh đó là đúng luôn á, đang hot đó. Nhưng mà lần sau không ấy đổi cho tao lớn hơn 2-3 số rồi đi, mặc chật quá, khó chịu quá. Cái mẫu này nè trong hội sò lụa chị em của tụi em á, trên Sài Gòn đang hot đó nha. Bây giờ tao mặc tao phải show body ra, thấy không? Ôm sát vô thấy bụng thấy muối đồ vô mới được, mới đẹp chứ. Hội sò lụa của mày là cái hội hay thích ăn sò lắm hả? Không có sò, tại cái nickname của cái hội thôi, sò lụa 2019. À, sò lụa 2019 thì tụi bay thích ăn sò lắm của tao. Em nói nghe nè, mà anh mặc cái bộ đồ này phía trên á thì nó cũng tươi tươi rồi đó. Lịch sự rồi không? Cái đôi giày màu vàng em mua cho anh bữa đâu? Thôi mẹ, tao mặc cái này tao đã khó chịu rồi, kêu chồng thêm cái đôi giày vô nữa, bây giờ tao muốn cởi ra luôn á. Trời ơi, thì tiếc khi mặc đồ lịch sự thì chịu khó mặc cái xíu đi. Mệt quá, có mặc đồ là lịch sự rồi, chừng nào không mặc rồi mới không lịch sự. Khách tới ngày đứa ơi. Dạ, em chào anh hai. Chào hai con cháu. Chào chú hai đi con. Dạ con chào chú. Đi vô nhà con. Dạ. Chào cô đó con. Mời hai cô cháu ngồi. Cảm ơn con. Dạ. Anh Bảy, son của con nhỏ này á là son hiệu nè, còn son này á là son chợ 10.000 chục. Nước được không? Dạ. Anh à, bé này là con bé Trinh, cháu của em. Còn đây là anh Tấm Tàn, anh Bảy Cò, con chú hai đó con. Dạ em chào hai anh. Em tên là Ngọc Trinh phải không? Dạ không, em là Mai Trinh. À vậy hả? Ngọn nước đây con. Anh thấy không? Coi bộ tụi nó hợp nhau rồi đó. Cô nói con nghe nè, chú hai á, tuy á, ổng thấy ổng nghiêm khắc khó tính vậy chứ ổng không có hà khắc lắm đâu, con đừng có lo. Vậy ha, cô nói vậy thì con cũng yên tâm. Ừ, nói nghe nè, con cứ coi bắt trước đi, chừng nào á mà chịu rồi á thì nói ba má con thu xếp rồi qua gặp sau. Dạ.
Nhưng mà sao trong một trong hai thằng đó con thích thằng nào vậy? Ừ, anh bé cỏ thì hiền quá à, cứ im ru bà rù à. Ê, hiền hả? Không sao đâu, người ta nói củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài, như vậy mình mới dễ sai. Nhưng mà con thích anh Tấm Tàn hơn, mà không biết anh có chịu con không nữa. Thấm chịu? Con vừa đẹp vừa giỏi vậy mà nó không thích, nó ngu lắm á. Nói vậy nói, có số điện thoại rồi hai đứa gì nói chuyện đi, hợp là tới à ha. Dạ. Con bé mà cô Hồng vẫn ở đây coi cũng được, cũng dễ thương, không biết nó chọn thằng nào đấy. Dạ, anh hai cứ yên tâm, em thấy tụi nó hợp nhau lắm. Tụi nó đang ở quán em nè, không biết nó nói cái gì mà nó cười quá trời luôn ạ. Vụ này mà thành á, tôi không quên công ơn mai mối của cô đâu. Dạ. Thôi, tôi có công chuyện chút, có gì lát tôi gọi lại sau nghe. Dạ dạ dạ, em chào anh. Dạ. Trinh. Dạ. À, cái màu son Trinh xài là màu gì đẹp quá vậy? Dạ màu này là màu cam đất. Hồi ôi, màu cam đất hả? Cái màu này á nghe, hot lắm luôn á, sức lên cái nhìn tay lắm. Ủa anh cũng biết cái này nữa hả? Ừ, biết chứ. Ở trên Sài Gòn á, anh đi diễn hoài cho nên anh cũng xài qua loại son này rồi. À. Ủa, mà cái hiệu son Trinh xài là cái hiệu gì vậy? À, là hiệu này nè. Trời ơi, cái hiệu này anh biết luôn. Cái hiệu này vẫn nổi tiếng lắm, bữa bạn anh cho anh mượn Sài Gòn. Đẹp ha. Vậy thôi anh ngồi đây chơi nha, em đi rửa tay. Tàn giỏi quá, Tấm Tàn giỏi. Ê, lùm nhùm 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 nhùm. Trong ăn hên vậy. Cá rồi dính lia lịa, tôi sớm giờ không được con nào hết trời. Ủa, ông không biết hả? Tôi là tay sát cá từ nào tới giờ mà. Ghê vậy. Quay. Vậy tay có sát gái không? Cái gì? Trời đất ơi. Tôi không có thèm đâu. Nghĩ sao trời? Nghĩ sao vậy? Gái mà ông ham ham gì cha? Thì còn nhiều cái để ham. Cười quá à. Ê, hồi sáng giờ tôi câu nhiều rồi, mà bây giờ tôi buồn ngủ quá, tôi không câu nữa đâu. Đó, có cây á. Nằm đó ngủ đi, lần nào về tôi kêu. Trời ơi, nghĩ làm sao ngủ gốc cây hồi tôi lắng xong rồi sao? Bà dai. Vậy cho tôi mượn bà dai á, tôi dựa vô tôi ngủ nha. Ê, nhưng mà ê, thiệt hả? Chính mắt tao thấy rõ ràng nè. Như vậy là kết hợp chuyện của cô, kết hợp chuyện của con. Ừ. Suy ra không lẽ. Chẳng lẽ cái gì nữa, chính xác 100%. Mày còn nghi ngờ nữa à? Bạn bè chơi lâu năm vậy mà giấu kỹ ha. Ê, dạ. Cái này á, tao gọi là bóng kính, không có cho ai biết, chứ không phải là lỡ gì gì ở cái tụi kia đó mày ơi, mày biết không? Ừ. Mà cô, lỡ như mai mốt mình gặp lại á, mình kêu là anh ấy, không phải, mai mốt mình gặp lại, mình kêu anh bằng chị ta. Trời ơi, người ta đã như vậy, người ta giấu thì mình cứ kêu bình thường đi. Dù sao người ta cũng giấu kỹ vậy mà. Coi như là mình cứ che mắt lại. Ừ. Không biết gì hết ha. Vậy cho nó dễ xử. Dạ. Được á. Ê, Trinh à. Cái gì mày? Mày làm tao giật mình hoài à. Ủi à. Tại hồi xưa không biết á. Lỡ tắm chung rồi. Là tắm xong á hả? Thấy hết rồi hả?
Thôi mà không sao đâu, lúc đó còn nhỏ xíu gì nè. Bây giờ á, nó khác rồi, không ai nhớ đâu, đừng có lo, mà yên tâm đi nha. Nam mô A Di Đà Phật. Ông bà cha mẹ vì phù hộ độ trì cho gia đình con bình yên tai qua nạn khỏi, làm ăn phát tài phát đạt, cho con mau hết khăn tiếng, phù hộ cho mấy đứa nhỏ sớm lấy vợ gả chồng, đừng có con có cháu để nối dõi tông đường. Mô Phật. Trời ơi, may quá anh còn thức. Ủa, có chuyện gì mà cô qua giờ này vậy? Có chuyện hệ trọng lắm anh ơi. Ừ, chuyện hệ trọng sao? Không uống cà phê đó sao cô không nói luôn? Đêm hôm chạy ra đây làm gì? Anh ơi, ở quán cà phê nó đông người lắm, em không thể nói được. Bây giờ em qua đây em mới nói nè. À, chuyện gì? Chuyện thằng Tám Tàn á, con trai của anh đó. Thằng Tám nhà tôi nó làm cái gì? Chính mắt em thấy rõ ràng. Thấy sao? Là nói vậy nè. Dạ. Là sao? Trời ơi, là nó bôi son nó miệng nó đó. Cái gì? Dạ. Quá trời quá đất mày rồi. Mày học rồi mà cái thứ đó ở đâu vậy ta? Dạ, con xin lỗi tía. Mày bỏ ngay mà cái thứ đó cho tao được không? Dạ, không được đâu tía ơi. Cái này nó có trong con người của con rồi, đâu phải muốn bỏ là bỏ được đâu tía. Tại sao hồi đó không có, bây giờ lại có là sao? Tại vì con mới phát hiện mới đây thôi tía. Trời ơi là trời. Tao tưởng đâu á là sinh ra hột gà hột vịt, ai dè đâu đẻ ra cái trứng lộn. Tao muốn mày lấy vợ, sinh con đẻ cháu cho tao. Dạ không được đâu tía ơi. Con á, con không có thích phụ nữ. Sẵn ở đây con tính xin tía một chuyện, tía cho phép con nghe tía. Mày xin chuyện gì cũng được, nhưng mà mày không được quyền thay đổi. Con tính xin với tía cho con chuyển giới, con muốn sống thật với chính bản thân mình đó tía. Mày còn dám suy nghĩ chuyện đó nữa hả? Chú Hai, sao nào không uống cà phê mà ở nhà mặc bí xị vậy? Ăn uống gì vô. Sao vậy? Buồn lắm tèo á. Có chuyện buồn hả? Nói con nghe đi, nhiều khi con gỡ rối cho được chú Hai đó. Đèn nhà ai nấy sáng, mày hiểu không nói đâu. Sao hiểu được? Chú Hai cứ úp mở hoài kêu con hiểu. Kể nghe chơi, đi. Ờ, kể đó. Mày về Cù Lao Heo đi, bước qua mương bèo cho lựu đạn nổ chết quéo đi. Hôm nay con qua đây ngủ chú Hai uống cà phê, chú Hai rủ con về. Ăn uống gì nổi. Chuyện là... Sao sao? Nói. Ủa? Mày đi đâu qua đây vậy? Qua cứu chú Hai đi uống cà phê. Mà ông không đi làm đỡ tốn tiền dễ sợ. Tao cũng qua đây nè. Chi vậy? Ê, mày mới chuyện gì hả? Chuyện gì? À mà thôi, tao không nói đâu. Ê, 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 ê. Nhìn mặt bà là tôi biết có chuyện nè, kể đi. Ừ, kể thì kể, nhưng mà mày không có được nói cho ai là tao nói nghe chưa. Sao? Mày mà nói là tao chối ra chịu à. Bà làm với tôi nhiều chuyện lắm, kể đi. Ờ. Ừ. Tao chưa kể mà. Ủa vậy hả? Ờ, kể đi. Vậy luôn hả? Chị nghĩ cái chuyện đó nó tốn tiền lắm á. Tiền đâu em làm. Chắc chắn một điều là tía má không có cho tiền đâu. Em không có cần tiền của tía má đâu. Em sẽ tự để dành tiền luôn. Trời ơi, để dành tiền là nhiều lắm luôn á. Mà chưa kể nha, chị nghe nói làm phẫu thuật như vậy á, nó đau dữ lắm mà nó nguy hiểm nữa. Chị có mấy người bạn á cũng giống em á, người ta cũng làm á.
Em cũng biết, em chuẩn bị tâm lý hết rồi. Chưa hết nữa. Cái gì nè, khi mà em phẫu thuật xong vài năm á, là còn bị tình trạng là giống như là mất trí nhớ nè, rồi còn phải duy trì cái gì chích hay là uống hóc môn nữ đó. Giờ là không uống hóc môn nữ là nó còn râu ria mọc ra nữa, ghê lắm. Thân xác phụ nữ mà mọc râu kinh dị lắm á chị. Sao thì đó. Cái gì vậy, chạy dữ vậy cô? Cô qua đây á, cô báo tin là cái thằng Lâm ở xóm mình á, nó mới vừa thoát chết đó. Ủa, nó bị gì vậy cô? Trời ơi, thì nó bị cũng giống mà không, nó đó tự nhiên đi qua bên Thái á, chuyển giới gì đó. Nó tự nhiên cái bác sĩ kêu nó ăn kiêng, mình không kiêng, tự nhiên cái ảnh thèm quá, anh chơi hết uống sữa vô, cái bây giờ hả bị nhiễm trùng, may là thoát chết. Ghê không? May mà cứu kịp á. Ủa thế ghê vậy? Đó, bởi vậy. Cô Hồng. Ủa, con đi đâu đây? Con đi kiếm cô đó, người ta chỉ cô qua bên đây nè. Ai dè cô đi qua đây, cô nhiều chuyện. Mày nói, tao đi công chuyện chứ không phải đi nhiều chuyện. Trời ơi, sao cái giọng mày bữa nay nghe nó khào khào đừng quá vậy? Con bị đau họng. À, đau họng hả? À, vậy là chắc hát nhiều đắt xô phải không? Cô thấy cái nghề của con sao nó cực quá à? Có thể nào mà mình đổi công việc khác để cho nó đỡ bấp bênh không con? Chứ nhiều lúc cũng muốn lắm cô. Nhưng mà có được đâu, có ai muốn thuê con đâu. Họ cứ chê con, nói con bê đê này nọ. Mà con đâu có muốn vậy đâu cô. Trời, sanh con ra vậy chứ con đâu có muốn đâu cô. Cô hiểu mà. Nhưng mà thôi đừng có buồn nữa. Qua bên cô pha nước chanh nóng cho uống cho đỡ tan tiếng ha. Đi. Tới giờ này chưa chờ chưa chật rồi còn ngáp nữa hả con? Dạ thưa tía, tại trên Sài Gòn á, giờ này con ngủ không mấy dậy không mà, cho nên con quen giờ rồi tía. Trên Sài Gòn khác, về dưới quê khác, phải sửa lại chứ. Thằng Bảy Cò anh con á, nó ra đồng từ mặt trời chưa mọc. Dạ con biết rồi tía. Ngồi xuống đi, tía có chuyện này muốn nói với con. Mà có chuyện gì vậy tía? Hôm rày tía cũng có suy nghĩ, cũng có tìm hiểu. Tía biết giới tính không phải do mình muốn được. Vậy ý của tía là... Cho nên á... Cho nên thì sao tía? Tía muốn con hứa với tía một chuyện. Thì tía nói đi. Tía muốn nhìn thấy hình hài mà tía má đã sanh con ra không được thay đổi. Dạ, con hứa với tía. Âu ơ, chim đa đa, đậu nhánh đa đa, chồng gần không lấy, đi lấy chồng xa, lỡ mai cha yêu mẹ già, chén cơm đôi đũa bộ kỹ trà ái dân. Ngủ hả? Mới ngủ. Ê,
Nói nghe. Đây, gì vậy? Quà Sài Gòn. Chu cha, này có quà cho tôi nữa hả? Ừ. Trời đẹp quá. Tao mua cái quà này cũng lâu rồi đó, nhưng mà về tới đây rồi cứ lu bu tùm lum việc hết, bữa nay mới qua mày được á. Để tôi thử nha. Trời ơi, mùi gì thơm vậy trời. Đúng ngay cái mùi tao thích luôn á. Tôi lựa mà. Đã quá. Sao vậy? Như bà vậy mà sướng. Còn tôi thì... Đó, lại nữa rồi. Thôi, đừng có làm vậy, có gì đâu mà buồn chứ. Tao nói thiệt với mày á, không hẳn là ở Sài Gòn sướng đâu. Đi lên Sài Gòn nó cũng phải đi làm á, tối ngày tối mặt hết trơn á. Nhiều khi thèm một giấc ngủ cũng không có nữa. Tôi nói thiệt, tôi mà không mắc thằng nhỏ thì tôi cũng lên Sài Gòn với bà cho rồi. Ở dưới đây chán muốn chết. Đó, lại than. Ê, bà có hối hận khi mà bà sanh nó không? Không, tôi không hối hận. Đó, vậy mới được chứ. Tôi nói thiệt với bà, ở dưới quê mình thì đúng là cái trường hợp như bà nó có vẻ là hơi khó chấp nhận, nhưng mà ở trên Sài Gòn á, mấy cái chuyện này nó bình thường lắm rồi á. Tôi thấy á, nhiều khi người ta còn công khai, miễn làm sao mình làm đúng lương tâm của mình yêu thương con của mình là được rồi. Còn đỡ hơn những trường hợp mà người mẹ nhẫn tâm bỏ con của mình, những cái trường hợp đó mới đáng trách. Cho nên là bà đừng có buồn, đừng có lo gì hết á. Nhưng mà tôi phục bà lắm á. Tôi không hiểu tại sao bà có thể làm được điều đó. Sao vậy? Chỉ cần hai mẹ con lúc nào cũng bên nhau thì chuyện gì tôi làm cũng được hết trơn á. Công nhận luôn. Bây giờ người ta có con rồi, người ta nói chuyện khác hẳn người xưa, lớn hẳn luôn. Thì ai cũng phải lớn chứ, không lẽ nhỏ hoài hả? Ê, tôi con nít hoài nha. Trời đất ơi. Ngủ ngon quá ha. Cà phê uống nè đi. Cà phê đây ngon lắm á. Tú hoài à. Cô Hồng ơi. Cô Hồng. Ủa, nhái, gì con? Cô làm cho con ly nước cam mang về nha. Ngồi đợi cô chút nha, cô làm liền nghe. Ê, nhìn dễ thương ha. Tưởng ai chứ nhau này tao biết. Thiệt hả? Thiệt. Ai vậy? Còn hai nhái còn tươi ít chứ ai. Ê, mày biết, mày giới thiệu cho tao đi. Suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ rồi. Đây là hàng khuyến mãi đó nha. Khuyến mãi? Là sao? Thì mua một tặng một. Mua một tặng một. Ôi, có chồng rồi hả? Không, có chồng thì nói làm gì. Làm mẹ đơn thân. Hả? Thôi, tao biết rồi. Trời ơi. Sao? Giờ còn hứng thú nữa không? Tao giới thiệu cho. Thôi, nghe thấy phát ngán rồi. Lỡ dẫn về bà già biết thêm có đứa nhỏ nữa, cào đầu tao chết. Khó quá, trời quá. Nè, hai đứa mới nói gì đó? Nãy giờ uống cà phê đây có ai nói gì đâu trời. Đừng tưởng tôi đi, tôi nghe hết trơn rồi đó. Đàn ông con trai mà đi lấy chuyện của người khác ra soi mói nhiều chuyện là sao? Lần sau mà nhiều chuyện nữa là đừng có trách tôi à nghe. Người ta mẹ đơn thân thì sao? Gái một con sao? Nè, gái một con nè, sao? Nhái, 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 nhái. Nhái, nhái, cam nè con, nhái. Trời đất ơi, tụi này sao vậy trời? Nhái. Nhái. Trời ơi, nhái, 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 nhái. Nhái. Ủa, anh Bảy Cò. Trời ơi, làm gì chạy nhanh dữ vậy? Em có chạy đâu, em đi bình thường mà. Trời ơi, bình thường mà tôi gục muốn hụt hơi luôn.
Ủa nhưng mà anh Bảy ruột thay em làm cái gì? Thì anh sợ nhái. Anh sợ gì? Anh sợ tôi nghĩ quẩn đúng không? Nhưng mà giờ tôi còn có con tôi nữa, tôi không muốn làm ba cái chuyện dại dột đó đâu. Nhái nghĩ vậy được á? Trời, biết nghĩ vậy là tôi mừng cho nhái. Nhưng mà nhái đừng buồn, mấy người đó ăn nói bậy bạ quá. Buồn gì chứ, họ nói đúng mà. Nhận giọng em ra hả? Nhái hả? À, tại số lạ nên quên. Mấy ngày nay anh có chuyện bận hả? Sao em gọi anh không có được vậy? Mấy ngày anh hơi bận. Ủa, mà em kiếm anh có chuyện gì vậy? Có chuyện mới kiếm chứ. Em có này muốn báo cho anh biết nè. Tin vui. Em có thai rồi. Cái gì? Thiệt không? Thiệt. Em mới đi khám về mà. Ê, đừng giỡn mặt nha. Của anh chứ của ai mà còn hỏi. Chắc không á. Ê, hỏi vậy là muốn làm sao? Ý của anh á là muốn chối bỏ trách nhiệm đúng không? Đúng không? Từ lúc quen em, anh đã nói rồi, mình không nên để có con. Sao em không ngờ bây giờ đổ thừa tại anh? Anh không cần biết, em tự giải quyết đi. Đừng có tìm anh nữa. Cái gì vậy? Alo? Alo? Trời ơi, giỡn mặt hết trời. Thuê bao quý khách vừa gọi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nhi! Dạ? Mày biết tội của mày chưa nhé? Hả? Dạ. Cái gì? Tao chưa đóng này không có gì? Hả? Dạ, con khóc trước. Trời đất ơi, mày làm như vậy là mày làm xấu hổ mặt mày tía mày. Mày biết không? Hả? Dạ. Cái gì? Không ơi, tía đánh con luôn đi tía, chứ tía đựng nhịp. Sao? Con nhột. Trời đất ơi, mày bỏ nó cho tía. Bên kia mẹ là tía, mày bỏ nó cho tía. Sao vậy? Con bỏ đâu, nó cũng là con của con. Trời ơi, nhưng mà tía làm sao hình nhìn mặt bà con hàng xóm. Mày làm như vậy là mày bôi trâu trát đôi vào mặt tía mày rồi biết không? Tía. Cái gì? Tôi cho tiết trấu tiết. Trời ơi. Mày cửa lên tao. Cửa lên tao. Ông ơi, ông cho tôi xin đi ông. Cái gì? Không lẽ ông muốn đánh chết con mình hả ông? Đó, đúng, ta nói đúng. Con hư tại mẹ, bà có tin được tôi đánh mày luôn không? Hả? Hả? Dạ. Bà làm gì vậy? Ông đánh luôn tôi đi. Trời ơi, chọc tức luôn không ơi, trời ơi là trời. Má hỏi nè. Dạ. Thằng đó đó, nó có biết là con có thai không? Dạ biết. Rồi nó có tính gì không? Nó có chịu trách nhiệm không? Trời ơi, nhái ơi là nhái, tại sao mày ngu quá vậy nhái? Mày không khôn như ếch vậy nhái? Nếu đã vậy á thì nghe lời má, bỏ cái thai đi. Không, con không bỏ đâu. Bằng mọi giá con phải giữ nó lại. Con không bỏ đâu. Con còn trẻ, sau này á kiếm được tấm chồng mặc sức mà sinh con. Nhưng bây giờ con phải lo tương lai của con trước đã. Má ơi, tía ơi, nếu mà hai người thương con á, đừng bắt con bỏ đứa nhỏ. Dù gì nó cũng là con của con, là cháu ngoại của hai người mà. Nhưng mà nó có thương con đâu.
Nếu nó thương con á thì nó đâu có bỏ rơi con như vậy. Nhưng mà con thương ảnh. Đây chính là kết quả của tình yêu mà con dành cho ảnh. Ảnh không thương con cũng được, con mặc kệ. Nhưng mà con nhất định sẽ giữ đứa bé lại, và con sẽ tự nuôi nó. Con không cần ai hết á. Chính vì vậy tía ma đừng cãi nhau nữa. Trời, bỏ tay rồi. Anh nghĩ đi, cái thời điểm kinh khủng nhất của tôi còn trải qua được thì ba cái này thì có nghĩa lý gì đâu. Ha, Nhái nghĩ vậy là được á. Mình phải vì con mà sống. Bây giờ đối với em, con là điểm tựa lớn nhất, nên không có cái gì dễ gục ngã được em đâu. Hay. Ủa, mà anh Bảy tính đi đâu hả? Chết cha, tía anh kêu anh đi mua cà phê mà anh quên. Thôi để anh chạy lại vô quán cô Hồng anh mua. Em tự về mình nha. Dạ dạ. Chạy anh chứ nhét. Bán ly phê bà Hồng. Trời ơi, sáng gì? Sớm lại mày nữa hả? Lẹ đi. Uống trà đá đỡ đi. Mày thiếu tao ly thứ 8 rồi, đúng không? 10 ly trả luôn bà ơi. Mỗi một ngày tao có khách như mày, chắc tao cục vốn luôn quá. Trời, đại gia mà than hoài. Đại gia cái gì? Đại gia là đa dạng, có cái gì ngon đâu chứ. Ôi, nay bà đặt chơi chữ nữa ha. Mà tôi nói bà nghe nè, bà có thấy cuộc đời này nó bất công không? Đúng rồi, cuộc đời này bất công chứ. Mày nghĩ đúng không? Tao bán cà phê nè. Người á thì vô thì trả bằng tiền mặt. Còn có những thằng á đưa cái mặt vô hoài à, nhục. Không phải, ý tôi á là cuộc đời thật lắm bất công. Thằng thì nhiều vợ, thằng không em nào. Ý mày nói mày đó hả? Chứ ai nữa. Mà tôi nói bà nghe, một người thanh niên đàng hoàng, tử tế mà đẹp trai như tôi vậy nè, mà không có người yêu mới tức chứ. Mày biết sao không con? Sao? Tại vì mày á, mày tẩn quá. Mà tao thấy mày cũng đẹp trai á. Nghề nghiệp ổn định. Xe ôm chạy đều đều. Nhưng mà mày tẩn, con gái nó thấy mày nó chạy mất dép rồi. Mày thử mày đàng hoàng một chút, tử tế một chút thì đâu có ế. Hèn chi, mấy đứa trong xóm này nói tôi tẩn mà tôi không tin bà. Giờ mày mới biết hả? Ê, bà bảo có em nào ngon ngon giới thiệu tôi đi. Tao lại mày nha, để tao buôn bán nha. Tao mà giới thiệu cho mày á, mỗi ngày nó vô mắng vốn tao cho tao chết quá. Không dám đâu bà, nó quen tôi nó mê như điếu đổ cho mắng vốn. Vậy hả? Đi tự kiếm đi ha. Không giới thiệu thôi bà ơi, tôi tự kiếm, cái lúc đó tôi mời mày đi đám cưới ha. Vậy hả? Được rồi, mày giỏi mày làm đám cưới đi, mày mời tao đi, tao mừng cho mày cái ba lì xì bự luôn. Vậy nha. Tao đi lấy cà phê cho mày nha. Lúc đó ha, cái tôi khuyến mãi cho bà một kèm một luôn, được không? Ngon lạnh, lẹ đi. Ê kìa, mày mới nói gì hả mày? Mày mới nói gì? Mày mới nói gì? Buông ra mày ngon nói lại coi. Nói, mày nói gì đâu? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nha. Cái gì vậy? Quán của tao mà. Cô Hồng nghe rõ không? Không nói gì không? Tao đây nè, ở dưới đây nè. Dạ. Mày ngó đâu vậy? Dạ cô Hồng. Cô Hồng nghe ổng nói gì không? Nói cái gì? Mày nói cái gì? Quá đáng lắm luôn á. Nói gì quá đáng mày? Tự nhiên tôi đang ngồi cái nó núm đầu tôi kìa. Tại sao? Ông nói cái gì khuyến mãi mua một tặng một là sao hả? Là sao? Thì tôi nói đám cưới tôi khuyến mãi cho cô Hồng dắt thêm một người nữa, không được hả? Trời ơi, đám cưới mà khuyến mãi đúng rồi mày. Đám cưới nó khuyến mãi cho tao dắt thêm một người là thằng bồ của tao đó. Mà chưa dắt gì bà có bồ nữa. Sao mày nói vậy con? Ủa vậy là nãy giờ mình nói vụ đám cưới chứ không phải vụ kia. Vụ gì mày? Đám cưới nó đang mơ. Mơ gì thì cũng tính vậy thôi. Dạ em xin lỗi anh Tèo. Xin lỗi cù lâu á. Thôi mày, xung quá, nó đã xin lỗi rồi, uống cà phê đi. Thì thôi. Còn mày nữa. Dạ. Hồi nãy á, mày chạy theo con Hai Nhái đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ quay lại đây chi vậy? Thì quay lại. Trời ơi. Cô Hồng nhắc con cũng quên luôn. Tiếng dặn đi mua cà phê mà nãy giờ con xào quần quên luôn. Mua cà phê? Dạ. Có đây tiền không? Dạ không. Hả? Sao vậy?
phải trả tiền chứ. Đúng rồi, mua phải trả chứ. Ồ. Mà cái sao? Trời đất ơi, sao mày giống thằng này quá vậy? Nó đưa cái mặt ra không à. Sáng giờ tao mệt rồi đó nha. Tao phải đi đốt phong long á, tao mới lấy cà phê cho mày. Thôi tao vô lấy cà phê nè, nhớ nha, ghi sổ á. Cô gì vậy? Đám cưới. Nhớ mời em nha. Không mày. Trời ơi, nhưng mà tí làm sao nhìn mặt bà con hàng xóm. Mày làm như vậy là mày bôi trâu trát đôi vào mặt tí mày rồi biết không? Tía. Cái gì? Bôi trò trát trấu tía. Trời lên tao, trời lên tao, trời lên tao. Đâu rồi tía ơi, đâu rồi tía ơi. Trời đất ơi, còn bà nữa, tao nói đúng đấy mà. Con hư tại mẹ mà, bà có tin là tôi đánh bà luôn không? Hả? Hả? Nhận hồi lúc trước mình dở thiệt ta, phải chi mình bàn với nhái mình lãnh cái hậu quả đó đi, thì bây giờ nhái đâu bị người ta cười đâu. Ủa, nghe ai ngốc bắt mình đổi vỏ là sao? Mình muốn đổi vỏ chưa chắc gì nhái chịu nữa. Bước qua dòng sông hỏi từng con sông, đời người con gái không muốn yêu ai được không? Cô Hồng. Ủa? Lan, con mới về hả? Con vừa về là qua thăm cô. Trời liền ơi, đó. Trời ơi, đẹp quá vậy. Ủa? Cùng cưng á, chồng cưng á. Con của con gửi nhà nhỏ bạn con trên thành phố rồi. Trời ơi, sao không dắt nó về, con nựng nó một cái coi. Con về rồi mai con đi sớm nữa. Dẫn nó theo đường xá xa xôi tội nghiệp nó cô. Sao gấp dữ vậy? Rồi cần chồng đâu? Rồi chồng có về với con không? Chồng có về với con không? Dạ, con ly dị chồng rồi cô. Cái gì vậy? Con còn nhỏ xíu ly dị gì? Cô coi nè. Sao vậy con? Té hả? Chồng con nó đánh con đó. Trời đất ơi! Sao mà? Sao cô thấy cái thằng đó nó cũng hiền lành chất phác lắm mà? Sao nó quýnh vợ con dữ vậy? Vũ phu quá à. Vậy mới nói, nên con mới quyết định ly dị đó. Con chịu hết nổi rồi. Suy nghĩ kỹ chưa? Con đã tha thứ cho nó rất nhiều lần rồi, nhưng mà chứng nào tật đó à. Nên thôi, con quyết định ly dị luôn. Con hỏi nè, vậy nuôi con mình có cực lắm không con? Dạ, lúc đầu cũng có hơi cực một chút, nhưng mà giờ con quen rồi. Cô hỏi nè, có tin kiếm chồng nữa không? Vui lắm á, có chồng vui lắm. Thôi, con nghe cô nhắc đến chồng con ngán muốn. Trời, chết luôn à. Làm gì ngán, có chồng làm gì ngán, chỉ có tình heo mới ngán chứ chồng làm gì ngán. Cô thấy là cô ngán đâu. Lấy nó về chỉ tổ hầu hạ nó thôi, ở một mình vậy sướng hơn không? Nghĩ sao kỳ quá vậy, hả? Sướng thiệt không? Hả? Cô coi nè, bây giờ con mới sướng, tự do. Thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi. Lấy chồng dễ gì được như vậy cô. Cô thấy thời buổi giờ con gái suy nghĩ kỳ quá. Đứa nào cũng nghĩ kiếm một đứa con là đủ rồi, khỏi cần chồng. Trời ơi, suy nghĩ bậy bạ, không có được đâu. Không có được chút xíu nào hết trơn á. Phụ nữ bây giờ chỉ sợ không có tiền thôi, còn chồng không có sợ. Cô nói thiệt với con nha, cái kiểu suy nghĩ này á, ngày xưa cỡ cô hay là thời trước á, là sẽ bị chửi, bị mắng, thậm chí bị cạo đầu luôn á, nói thiệt luôn á. Ai lại suy nghĩ kỳ vậy không biết nữa. Cô ơi, thời bây giờ phụ nữ là mẹ đơn thân rất là nhiều. Miễn mình sống sao mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, nữa thì mình cứ sống. Chứ mà mang tiếng lấy chồng mà về nó đánh lên bờ xuống ruộng, thì thôi ở mình vậy cho khỏe.
Nghĩ cũng đúng ha. Gặp thằng chồng mà nó thương mình đó, nó lo lắng chu đáo cho mình đó thì được. Còn thôi nó say xỉn về, nó đòi tiền, nó nhậu nhẹt rồi nó quýnh mình. Ôi thôi 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 thôi, sợ thiệt. Đó 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 đó, con nhỏ bạn con đó đang trong tình huống bây giờ rất là khổ. Ở vậy mà cô thấy cũng không đúng nữa. Cũng có người này người kia thôi chứ đâu phải ai cũng vậy. Cứ con quơ được cái nắm à, hên xui thôi. Ý con ở đây không phải vừa đủ cả nắm, nhưng mà theo con thấy như cô nói mà hên xui á, khi nào hên hẳn hay ha. Cái con này suy nghĩ kỳ cục quá. Ê bà Hồng. Hồng không mang theo. Ra thôi đây. Ra đây đi nhanh lên. Tao hả? Cái vụ gì vụ gì mà tao nói trước là tao không bán thiếu đâu nha. Tao nói trước rằng tao có khách đó nha. Cái gì vậy? Trời đất ơi, bậy bạ, làm tôi quê bà. Alo, Tía hả? Dạ, con biết rồi. Con đang đi kiếm anh Tèo nè Tía. Dạ, dạ. Ai à? Cháu tao á, mày thấy giống tao, đẹp giống tao không? Cái thằng này thiệt á, thấy gái tùm tớp à. Có chồng chưa? Không có chồng. Làm hai tôi đi. Vô bách rồi. Nhưng mà là single mum. Ủa là sao? Mum á, mum là mẹ đó, mẹ đó. Là sao? Mẹ là sao? Mẹ đơn thân, không có chồng mà có đứa con thôi. Có con rồi hả? Có nữa à. Trời ơi. Sao vậy? Sao tôi trễ hơn người ta một bước hoài vậy trời? Đời tôi cô đơn nên. Thôi đi, tôi quê sĩ còn hát hát nữa. Dạ, con chào cô. Anh Tèo, anh có rảnh đó không? Ờ, rảnh, đâu làm gì đâu. Vậy em chở em lên trạm xá giùm với. Ôi trời, con có bầu nữa hả? Dạ không, con của con bị sốt hôm qua tới giờ. Ôi trời chết rồi, cho lẹ lên con nít đó mà nó sốt mà nó hay giật kinh phong lắm á. Trời đất ơi, bà mắm bằng muối. Tao nói thiệt, tao chưa có con mà tao biết, tao biết. Lẹ lên đi anh Tèo. Ờ, giờ tôi chở cô về, ẵm đứa nhỏ lên trạm xá liền, đi đi. Thấy chưa, lúc này người đàn ông mới là quan trọng nè, mới cần thiết nè. Bước qua dòng sông, hỏi từng con sông, đời người con gái không muốn yêu ai được không? Mà xài ở đây, ba vui. Ừ, kiếm chỗ chơi thử đi. Vụ gì vậy ta? Anh Tèo. Hả? Nhái. Ừ. Đi xe hả? Ừ, anh chở em ra chợ xíu đi. Ừ. Ê, hồi nãy em đi lên em có thấy hai anh thanh niên đó không? Ồ, thấy. Sao? Sao đàn ông trai lớn rồi mà còn chơi bong bóng? Bóng? Bong bóng. À, bong bóng. Ừ. Thì tại ta mua người ta tặng ghệ ta. Ủa, bộ mua đen mới hả? Chứ đó giờ anh thấy tặng người yêu á là tặng hoa, tặng quà hoặc là tặng bông gì đó chứ ai tặng bong bóng trời. Ủa mà thôi kệ người ta đi. Anh nhiều chuyện quá, chở tôi đi ra chợ nhanh lên. Ờ, sao tự nhiên chuyện ta mình nhiều chuyện gì vậy? Thôi đi đi. Ủa? Điền mình hả? Cái gì vậy? Kiếm gì vậy? Ủa ruột ruột. Bộ ruột thấy tôi đi với ai hả? Mày bắt lỗi tao nữa. Tao thấy quán ế quá, tao hỏi cho có không khí một chút mà làm dữ. Hỏi cái muốn giật mình luôn á. Mà sáng giờ thấy ruột tẹo tôi đâu không? Ờ, sao sáng giờ tao không thấy nó đâu hết trơn. Chắc nó chở khách từ sớm á mày. Ê ê, cho một ly nước như cu đi. Mày á, người Việt, nói có dấu đàng hoàng, phải nói là y như cửa. Trời ơi, chỉ có tôi có thôi bà ơi. Mệt rồi quá, con lấy cho. Sao bữa nay mấy thằng trai xẻo lá này kỳ kỳ ta? Bông 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 xanh bông vàng. Ừ? Nay mày đặt cho bông bóng nữa mày. Thì ngoài tiệm điện thoại nó mới khai trương, nó tặng cái chùm bông bóng này nè, tôi đem về cho mấy đứa nít kế bên nhà nó chơi. Chứ không phải mày đem về tặng ghệ hả? Ghệ đâu ra ông?
gái xẻo lá này xấu quắc à. Chứ không phải mày không thích con gái hả? Cái gì? Thôi không có gì, đem bong bóng gì cho mấy đứa nhỏ chơi cho nó mừng. Ờ ờ, vậy đi. Bong 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 bong. Kệ nó đi. Nè, nước nè. Hùng bà Thiên Nga nín thở. Mày coi cái gì vậy? Ruột trên 18 cộng rồi không có được coi. Tao mà có coi hài cỡ nào chứ tao cũng không có cười nổi kiểu đó đâu. Chắc tao già rồi hay sao mày? Con biết cậu già lâu rồi mà. Thực sự á thì tuổi trẻ còn vô tư, lạc quan, cười cũng vui. Chứ cô á thì bao nhiêu chuyện lo toan, bề bộn. Cái tâm hồn cô nó cũng chai sạn đi. Xài cái này trước đi, mấy này để xài từ từ. Ê, sơm Bích Lạ. Ba Lích đi sơm không? Mày kêu tao từ nhỏ tới lớn bộ mày không chán hả? Cái gì vậy? Sao hôm nay giỡn xíu căng vậy? Không có vui. Trời ơi, wow. Ê, bữa nay mắc gì đi bộ mà cầm kiến chiếu hậu đi vậy? Thôi đi mày, chỉ có một mình mày có xe rồi hả? Tao tập để mai mốt tao có xe á, tao còn biết nhìn với người ta. À, cái kiểu này là như người ta nói là cái gì? À, nghèo tập xài sang để mai mốt giàu khỏi bỡ ngỡ đúng không? Sáng giờ chạy xe ôm ế lắm đúng không? Ế thiệt. Vô duyên, cười khùng cười điên. Sao vậy? Bình thường giỡn dữ lắm, sao nay căng hả? Buồn. Làm gì buồn? Ờ. Mà tao thấy hổm gài mày cũng ít cừ hơn lúc trước đúng không? Đúng rồi. Đã lâu rồi tao không được cười thoải mái, thả ra. Hình như là tao đã già đi thì phải. Bây giờ mày mới biết mày già hả? Chứ tụi tao thấy mày già từ hồi mày học mẫu giáo tới giờ. Tao nói thiệt đó, hình như á là cuộc sống lo toan bộn bề khiến người ta chai sạn đi thì phải. Mày cũng biết lo toan bộn bề, mày phải làm khỉ khô gì đâu. Tới ngày đi quýnh bài tứ sắc với mày bài trọng sớm không lo toan gì mày ơi. Thì đó, đánh bài tứ sắc đó, đứt chến viết. Rồi bây giờ trả nợ muốn đứt gân máu luôn. Ủa, bộ quýnh nhỏ mà cũng thiếu dữ vậy đó hả? Thôi kệ mày ơi, thanh niên có sức chơi sức chịu, gán mần trả nợ đi, đừng buồn. Đừng buồn, đừng suy nghĩ làm bậy bạ. Ây da, đau nghe. Ôi da, làm gì hả? Làm gì cự? Tao nói gì mày cũng tin đó hả? Mẹ mày giỡn tao hả? Ừ. Giỡn mắt mày giỡn. Anh em thấy mày buồn tao ăn ủi mày làm kiểu đó rồi hả? Mốt đừng nói chuyện với tao nghe mày. Không. Tại lâu lâu mình muốn mình rơi vô nghịch cảnh thử người ta có đồng cảm và sẻ chia với mình không vậy đó mà. Khỏi luôn đi mày. Mà mày nói cũng đúng á. Gần đây tao cũng ít cười hơn lúc trước. Không có còn vô tư như hồi nhỏ mày ơi. Ê, mày có thấy mày già đi không? Chết rồi, tao thấy trên mặt tao có mấy vết chân chim nó dặm rồi nè. Đó, chính là những lo toan bộn bề của cuộc sống khiến mày chai sạn đi đó. Ờ, cũng đúng ha. Nhột. Bị gì Tám? Tám à, cười bị điên hả? Cùng điên. Dạ.
này riết rồi thiệt, nó loạn hết à. Cuộc sống này là nỗi buồn vô biên, buồn quá thì vô nhà thương đi. Ê, chết cha không được, vậy là tao phải kiếm niềm vui liền, tao không được buồn nữa. Tao mà vô nhà thương điên thì cái xóm xẻo lá này nó mất đi một chàng trai hào hoa phong nhã như tao, uổng lắm mày ơi. Ấu gì, tao phải nghĩ cách mới được. Tao có cách này để mình giải buồn hay lắm nè. Là cách gì? Ủa, mày không để ý là mấy thanh niên trong xẻo lá mình mấy nay nó bày đặt chơi bóng hả? Cái gì? Trời đất ơi, thằng Tám Tàn con ông Hai bây giờ nó chơi ra cả cộng đồng luôn hả? Trời đất ơi, mày muốn đi xe ôm không có chở nha, gặp nó tránh xa liền, lây bệnh chết luôn đó. Mày bị điên hả? Nó mà nghe được đục mày phù mỏ á. Tao nói bóng là chơi bóng cừ, chứ không phải vụ kia. Là sao? Là ý là mình mua cái bong bóng, xong rồi mình cầm cái bong bóng xong rồi cười. Hả? Gần đúng rồi đó, gần đúng rồi đó. Nó bậy gì cũng đúng luôn hả? Là gì nè, người ta mua cái bong bóng ha, cái người ta bơm cái hơi gì vô trong cái bong bóng đó đó, mà mày hít vô cái mày thấy lân lân đã đã, như mày bước vô một thế giới khác. Lúc đó không còn nỗi buồn, chỉ có niềm vui. Mày cười mày không nín luôn mày. Đã vậy đó hả? Ừ. Thôi mày, thôi mày ơi, tía tao nói không với ma túy, dù thử một lần. Tào lao, cái này nó an toàn lắm. Cái hơi đó là hơi được chiết xuất từ thiên nhiên, không có bị gì hết trơn á. Ê ê, mày chơi chưa? Chưa. Chưa chơi mà làm như là bị biết vậy á. Đang kiếm kèo nè. Mà biết chỗ nào bán không? Trong mấy cái quán cà phê bự bự nó có bán á. Vậy thì còn dại dột gì nữa, mình phải đi tìm niềm vui thôi. Đó, đã vậy tao chờ mày câu này nha. Đi. Đã là đàn ông thì cái gì cũng phải biết. Ừ. Không chơi đánh rơi tuổi trẻ mày. Nè. Vô vô vô. Đã kìa. Ê, quan gia ngõ hẹp. Mà sao cái đó nó đắt dữ mày? Mình đi hỏi tùm lum hết trơn mà không còn chỗ nào còn trơn á. Bở vậy. Giống là giống gì mà sao nó hiếp ghê vậy? Tao nói mày rồi, cái đó đó, mày hít vô một cái mày có cảm giác lưng lưng đã, mà mày cười không thấy mặt trời đâu luôn. Đã lắm. Mày có, mày chơi trước, mày giấu đâu phải không? Bậy bạ. Tao nghe người ta nói thôi. Sao? Hai ông muốn mua bóng cười phải không? Thằng Tám Tàn nó bị gì vậy? Nó gặp tao nó nghe răng khỉ nó cười hoài á. Con đâu biết đâu. Hôm nay con thấy nó cũng lạ lạ lắm nha tía. Cung á, cung ha. 1, 2, 3, hết. Dèo, dèo. Dạ. Gì vậy anh Bảy? Ai chả bị gì vậy? À, không có bị gì đâu. Nó cười xíu nó hính mà. Ủa, quên nữa. Ừ? Tía kêu mày về kìa. Chuyện gì? Ai biết, mày về đi biết. Về no đòn với tía rồi con. Mày giấu tía chuyện gì vậy? Trời ơi trời, tôi có làm chuyện gì to tát đâu mà sao suốt ngày cứ kiếm chuyện tôi hoài à. Mày gây chuyện thì có chứ kiếm chuyện mày. Biết vậy hả? Ở trên Sài Gòn cho rồi đi, khỏi dễ xứ này. Mày ở đâu mà sống tốt được rồi. Thôi về đi, tía kêu kìa. Tía kiếm mày. Người á, kìa. Ở chơi. Anh Tèo. Xe ôm hả? Không, gần tới nhà sơ ôm gì cha. Ê anh Tèo, mấy nay anh nghe vụ bóng cười không? Không, anh đâu nghe gì đâu. Sao vậy? Thiệt á hả? Ừ. Trời đất ơi, tao nói hả, mấy này tao bàn tán xôn xao cái vụ đó. Ờ đúng rồi, hồi bữa em với anh đi ngoài đường á, anh kiểm mấy thằng thanh niên á, nó cầm bóng bóng đó, là bóng cười đó. Ôi vậy hả? Ủa? Ủa ghê vậy? Mà bóng cười là sao vậy? Có nghĩa là người ta bơm cái khí cười vô cái bong bóng đó, xong mình ôm mình hút, sau một hồi cái lưng rồi cười giống như mấy thằng mà bị thần kinh gì. Ủa vậy mà không biết à? Ủa mà em có xài chưa? Khùng quá à. Em là đờn bạn gái sao xài được. Trời ơi, thời buổi giờ bình đẳng, đàn ông đàn bà sao không được. Không,
Ghê, em không dám. Ghê gì, thì như mình giải trí vậy thôi. Thôi, cũng thấy ghê. Mà không biết xài ba cái đó bị thần kinh hay là bị bệnh tật gì không ta. Ôi, sao mà thấy tụi nó xài nhiều dữ không biết. Trời ơi, dân chơi gì mà nhát dữ. Thì bây giờ em hít vô thì mình cười thôi. Ông bà mình nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mình hít vô mình cười thiệt nhiều thì mình bổ thiệt nhiều. Có gì đâu, quên hết mọi buồn đau. Anh tào lao quá à. Em có buồn đau gì đâu đâu mà hút. Thì vậy thì chừng nào em buồn á, em kiếm anh Tèo, anh Tèo chở cho đi mua bóng cười hít thử cho biết. Cái anh này, em không dám đâu. Sợ gì không biết nữa. Thử mới biết chứ. Ê, anh đừng có nói với em là anh xài rồi nha. Đúng không? Không có, đâu có xài. Nghĩ sao vậy? Trời, chạy xe ôm tiền đâu mua bóng cười. Thiệt không? Thiệt. Không có. Vậy đi, vậy đi. Ừ, cũng đúng. Ờ, vậy thôi đi. Lái xe mới tôi đi về. Ờ, vậy đi. Trời, hay là đi chơi ta. Mà giờ nó có đôi có cặp hết rồi, còn mình thì dòng sông mát nước đi nơi nào, có về đâu ghé thăm quê tôi. Ơi dòng sông mát nước đi nơi nào. Thôi, có nhiều đó học hoài. Em gái kiếm kìa. Gái đầu mày. Tâm Đàn, mấy nè khỏe không mày? Thôi đừng có hỏi hai gì tôi nữa đó. Tôi không nói chuyện với mấy người đó đâu. Có người đó mà vô duyên à. Trời đất ơi, hứa ban đầu á là giúp đỡ tôi, tới hồi gặp tôi bị nạn vậy đó, đứng hồi chọc ghẹo cho nỗi đau của tôi vậy đó. Mày tự nhiên mày chọc trên nỗi đau của người ta à? Mắc cười mày quá. Thôi, chuyện có chút xíu mà bỏ qua đi, coi như tụi tao vô duyên, tụi tao xin lỗi mày. Tôi nói thiệt với hai ông nha, hai ông phải dạng vô duyên thường đâu, mà là vô duyên thương hiệu lớn luôn á. Cái cài đi. Thôi, mày muốn nói gì nói. Ê, mấy này mày có chơi bóng nữa không? Đúng rồi, mày có chơi không? Thì từ bữa hôm tía phạt tôi tới giờ đó, có chơi được đâu. Cứ theo rình rình quản thúc tuổi nhà ông mà, hôm nay mới được thả ra. Hey, hả? Công nhận bác hai ông nghiêm dữ thiệt ha. Thì đó, tôi á, chơi bóng cười rồi tôi ngồi tôi cười thôi à. Tía tôi tưởng là tôi cười ổng. Cái ông tán cho tôi một cái vậy nè, gỗng phạt tôi quỳ gói luôn. Cười nữa hả? Anh Tèo ơi! Anh nè! Không, tôi kêu anh Tèo, tôi đâu kêu anh đâu. Quê quê. Anh nè. Ôi tránh ra mày. Ôi quê. Hả, cái gì vậy? Anh cho em chơi bóng với nha. Cái gì? Thiệt hả? Ok ok. Ê ê, có người chơi chung nè. Hả? Ê, bóng vậy nè em ơi. Rồi đây, màu hồng dành cho người sắp có chồng. Ê, tôi đi màu hồng đẹp, tôi thích. Lành lắm. Cả nhớ lấy thì biết nào nó có chồng. Đích cho nhái một tím. Nhái thích cái gì thì đích cho cái đó. Lẹ đi. Mày thích màu nào? Tao màu vàng.
Rồi, không có sự lựa chọn đâu cưng. Vô duyên gì kẻ. Ê, chơi lẹ 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 lên tí tao về thấy tí cũng tao chết luôn á. Trời ơi, nhái. Chơi này mình cười chứ mình có khóc đâu mà sợ. Mang niềm vui nụ cười đến cho nhà nhái mà. Trời ơi, bữa tôi cười á, tía tôi bắt tôi bị gối á. Đại số tàn xuôi thôi. Bây giờ là cuộc chơi bắt đầu ha. Chơi mà dài chồng quá, vô đi. Đi 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 đi. 1, 2, 3, vô. 2, 3, vô. 2, 3, hết. Tiếng cười đâu vậy ta? Trời ơi, tóc đẹp quá à. Tóc đẹp hơn Tèo. Ê, tóc đẹp. Quen lắm luôn á. Sao nhiều nhiều tiếng cười vậy? Ghép mày gắn lên đầu tao. Ghép giờ vậy sợ. Gì? Nhây. Ủa tía. Ê tía nhảy. Tía nhảy hả? Chú Tư. Chú Tư kìa. Cái gì vậy trời? Mồ tổ cha tụi mày. Chửi kìa, chửi kìa. Chửi kìa. Nhây. Ây da. Ây da. Chú Tư. Trời ơi. Trời. Đi kìa trời. Mặt mèo đeo hả? Ai giật khủi bà hả? Uống đi nha, ngày mai đóng cửa quán nghỉ mấy ngày đó. Sao nghỉ? Tao mới nhận tin bên nhà báo ông chú ruột của tao, ông bị ung thư mới chết tức thì. Ông chú tao mới chết chứ phải mới cưới nha mày, mày cười mày. Bị ung thư chết hả? Ờ. Cái gì vậy? Mày làm vậy? Giận con trai á. Chú ruột của ruột Hồng mất mà mày cười vậy là sao? Ờ. Cô Hồng. Sao? Người mất thì cũng đã mất rồi. Con xin chia buồn cùng gia đình con. Dạ. Làm vô duyên. Nhà ta có người mất mà. Lúc này không có buồn được. Đợi vài bữa. Nè. Nó vô duyên. Nhà ta có người chết mà rất cười. Tụi bay làm gì vậy? Tụi bay cười lên trên sự đau khổ của gia đình người khác vậy hả? Chịu không? Thành cái thằng ô. Mày làm cái gì vậy? Lại trả đi, lại trả đi. Không phải, không phải. Trời ơi, tôi tức quá đi. Mày đi ra khỏi bánh tay. Mày đi, mày vô gì? Mày vô gì? Ôi dạ. Mày vô gì? Ôi dạ. Ôi dạ. Ôi dạ. Ôi dạ. Sao tao bỏ dầu quá mày ơi. Bóng cười, thú chơi lạ của giới trẻ đã xuất hiện từ lâu trên thế giới. Nó nhanh chóng trở thành. Có cho tám ăn gì chưa bảy? Tại các quán ăn rồi tiếp. Nó còn nghe răng như khỉ đột nó cười nữa không? Dạ hết rồi, chừng nào nó hết bóng cười thì nó mới cười thôi. Thời buổi gì mà nhiều trò, nhiều thứ, thiệt hiểu không nổi. Thì tía lớn rồi, tía cập nhật không kịp á mà. Tía lớn, tía phải nhìn xa trông rộng, tía phải hiểu biết hơn tụi con chứ. Tía nói cũng đúng. Bóng cười chứa loại khí dinito monoxid được biết đến là chất kích thích có tác dụng gây mê, an thần, giảm đau. Tuy nhiên, nếu sử dụng quá nhiều sẽ gây ra các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, mất khả năng tập trung, ảnh hưởng trực tiếp đến tim mạch và hệ thần kinh. Chơi chi trời. Có phải là Tám nó chơi ba cái trò này không phải? Dạ đúng rồi tiếp. Đồ chết bầm. Tới từng tuổi đó rồi còn trẻ lòng non dạ. Tưởng đâu nó điên điên khùng khùng, nó cười chế nhạo tía chứ.
ai đâu mà ngờ thiệt tình con với cái. Thì từ đầu con nói với tía là nó chơi bóng cười rồi mà. Lần này tao cho nó vô phòng biệt giam là để cho nó tỉnh ra. Chơi trò lành mạnh không chịu chơi, toàn chơi thứ gây nghiện chết người không à. Con đi điều tra coi, ở cái xứ xẻo lá này ai bán mà cái thứ đó. Dạ con biết rồi. Ở đâu? Diễm Hồng. Bà Diễm Hồng hả? Dạ. Được rồi, để tía qua nói chuyện với bà. Dạ khỏi tía, dẹp tiệm rồi. Không, tao nói mà, gieo nhân nào gặp quả đó, bà làm ác. Bây giờ bà bị quả báo đó. Thì bà đi qua làng bên, bà đi đám tang thì phải đóng cửa thôi. Quỷ, làm tôi tưởng đồ dẹp thiệt. Dẹp với đóng cửa hai cái khác nhau, biết không?